Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 63. Tất cả những người vô tình chạm mắt với Kiều Thu Mộng đều không nhịn được mà im lặng lắng nghe lời cô ta nói, thậm chí còn có một số người cúi đầu xuống thật thấp, bọn họ loáng thoáng cảm nhận được trong lòng mình có một chút hổ thẹn ngượng ngùng. Hứa Hử lên tiếng bằng giọng điệu hết sức giận dữ, mọi người đừng có nghe những lời gièm pha đầy dối trá của cô ta, đừng quên là cô ta và cái tên họ Tề kia đều là cùng một loại người. Những lời dối trá mà bọn họ nói ra còn êm tai hơn cả tiếng hát. Mau nổ súng bắn chết tất cả bọn họ ngay lập tức cho tôi. Bây giờ thì Hứa Hử cũng không còn có tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện giành lấy phương thuốc hóa giải công phu Chu Sa Trưởng từ chỗ Tề Đẳng Nhàn nữa rồi. Anh ta tự nhủ với bản thân rằng mình nhất định phải nắm được tình hình hiện tại trong tay, trước tiên cần phải tiêu diệt hai người bọn họ trước rồi hắn tính tiếp sau vậy. Vậy nhưng mệnh lệnh của Hứa Hử hoàn toàn không có một chút hiệu quả nào. Bởi vì không một ai trong số những người đứng sau lưng anh ta nghe theo mà bóp cò nổ súng. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà nở một nụ cười rồi nói, tôi biết ngay mà, Vĩnh Dạ Quân do chính tay Sở Vô Đạo bồi dưỡng mà ra chắc chắn sẽ không khiến cho người khác phải thất vọng. Biểu cảm trên khuôn mặt của Hứa Hử trở nên vô cùng khó coi, anh ta lại tiếp tục lên tiếng, mọi người tình nguyện tin vào lời của một tên quốc tặc chứ không tình nguyện tin vào những gì mà tôi vừa mới nói sao. Mọi người có biết hay không? Cái tên đang đứng ở đằng kia thậm chí đã bị liệt vào trong danh sách hàng ngũ các phần tử khủng bố rồi đấy. Tề Đẳng Nhàn chỉ nở một nụ cười đầy khinh bỉ rồi nói bằng giọng điệu hết sức thản nhiên, tôi đã bị liệt vào trong danh sách hàng ngũ các phần tử khủng bố rồi, vậy nhưng tôi vẫn quay về với diện mạo thật của bản thân để xuất hiện ở nơi này trước mặt mọi người, ý nghĩa của điều này là gì cơ chứ? Điều này nói rõ một chuyện, tôi đặt niềm tin của bản thân vào mọi người, tôi tin là mọi người và tôi. Còn cả Sở Vô Đạo nữa, tất cả đều cùng ôm trong lòng một lý tưởng thống nhất, tất cả đều là các huynh đệ có thể kề vai sát cánh bên nhau và chiến đấu cùng với nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, quả thực là so với những gì mà Hứa Hử vừa mới nói thì lời nói của Tề Đẳng Nhàn càng có sức thuyết phục hơn nhiều. Huống chi ngay cả Kiều Thu Mộng cũng đang đứng về phe Tề Đẳng Nhàn và nói giúp cho hắn nữa cơ mà. Cục diện ngay lúc này bắt đầu nghiêng về phía ngược lại. Cũng chính là viễn cảnh mà Hứa Hử không muốn nhìn thấy nhất. Tôi sai rồi, cầu xin cậu hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, cầu xin cậu hãy đưa cho tôi phương thuốc hóa giải công phu Chu Sa Trưởng, tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý làm việc cho Vĩnh Dạ Quân. Tôi nhất định sẽ thuần phục quân vương vừa mới nhậm chức là Kiều Thu Mộng tiểu thư mà. Hứa Hử thấy tình hình trở nên không ổn thì ngay lập tức quỳ xuống trước mặt Tề Đẳng Nhàn và mở miệng nói một tràng dài để cầu xin được Tề Đẳng Nhàn tha thứ. Vậy nhưng Tề Đẳng Nhàn lại chỉ nhìn Hứa Hử bằng ánh mắt hết sức khinh miệt, rồi một lúc sau hắn mới lắc đầu và nói, nếu như một ngày nọ có một người nào đó chìm đắm trong đại dương của quyền lực, vậy thì anh ta cũng không thể được coi là con người được nữa rồi. Thậm chí anh còn chọn đứng chung chiến tuyến và trở thành một con người giống với loại người như chiến phi, thực sự khiến cho người ta không còn cách nào có thể tin tưởng anh được nữa. Chiến phi và Tề Đẳng Nhàn là hai người đứng ở hai trận doanh đối lập với nhau. Bọn họ đều có lập trường của riêng mình, nhưng Tề Đẳng Nhàn cực kỳ khinh thường và căm ghét cách làm người của Chiến Phi. Chiến Phi thân là một quân nhân, hơn nữa còn tự phong cho bản thân một danh hiệu là đệ nhất cao thủ của thành phố Hương Sơn, cũng như được người ta phong cho vinh dự trở thành thần thủ. Vậy nhưng Chiến Phi lại làm ra loại chuyện hèn hạ là đi khiêu khích các vãn bối của mình là Dương Quan Quan và Hoàng Sung, hơn nữa anh ta còn muốn nhân cơ hội đó để phế bỏ đôi tay của Dương Quan Quan. Một con người như Chiến Phi có thể nói là không có đạo đức của giới võ thuật, lòng dạ quá mức thâm độc, thậm chí còn có chút hèn hạ nữa. Sắc mặt của Hứa Hử không thể không chuyển sang màu trắng bệch như tờ giấy, anh ta nói tiếp bằng giọng vô cùng tức giận, cậu luôn miệng nói bản thân đứng về phe chính nghĩa, cũng có ánh sáng trong lòng, vậy nhưng bản thân cậu thì lại không có lấy một chút tâm tư khoan dung độ lượng nào cả, thậm chí ngay cả một cơ hội mà cậu cũng không muốn cho tôi sao. Một con người sở hữu lòng dạ hẹp hòi như vậy thì làm sao có thể nói là bản thân đứng về phe chính nghĩa được cơ chứ? Tề Đẳng Nhàn bèn đáp lại anh ta bằng một câu nói, anh không còn bất cứ cơ hội nào khác nữa đâu. Sau khi nói xong những lời này, Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên cao giọng thốt ra một chữ lâm thần bí nằm ở vị trí chính giữa trong số cửu tự chân ngôn của bên phía đạo gia. Chân ngôn của tông giáo sở hữu những hiệu quả vô cùng đặc biệt, hoặc là có thể giúp bình tâm tĩnh khí. Hoặc là có thể khơi mở khí huyết của con người, hoặc là có thể nắn chỉnh lại cốt tủy, hoặc là có thể đẩy lùi tâm ma có trong lòng. Chu Sa Trưởng vốn dĩ là tuyệt kỹ của môn phái võ đương trực thuộc đạo gia,
vì thế nên Tề Đẳng Nhàn bèn há miệng quát thật to một chữ Lâm có vị trí chính giữa trong số cửu tự chân ngôn của bên phía đạo gia. Vào thời khắc này, những lời mà Tề Đẳng Nhàn nói ra cứ như là tiếng sấm nổ, khí huyết tích tụ ở trong trái tim hắn bay vọt lên, khí quản bên trong yết hầu cũng bắt đầu cọ sát, chấn động sinh ra từ đó mạnh mẽ đến mức toàn bộ căn phòng đều run lên, những chiếc đèn treo rủ xuống từ trên trần nhà va đập vào nhau côm cốp, cứ như thể chúng sắp vỡ vụn luôn vậy. Tất cả mọi người chỉ có cảm giác rằng dường như khí huyết ẩn giấu bên trong cơ thể của bọn họ cũng vì một chữ này mà bị khuấy động, trái tim của bọn họ đập thình thịch không ngừng. Còn về phần Hứa Hử thì lại khác với tất cả mọi người, anh ta chỉ cảm thấy trái tim mình đau nhói lên, dấu bàn tay in ở trên ngực nóng rát cứ như là sắt thép đun chảy, đồng thời từ trái tim cũng sinh ra một cảm giác tê liệt. Hứa Hử há miệng ra như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng anh ta đã không còn cơ hội nữa rồi. Anh ta đưa tay lên ôm lấy ngực của mình, cơ thể co quắp ngã xuống mặt đất với bộ dạng vô cùng thống khổ. Cơ thể của Hứa Hử bắt đầu uốn éo vặn vẹo, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng và mũi của anh ta, vì một chữ chân ngôn vừa rồi mà những tổn thương do Chu Sa Trưởng tạo thành ở bên trong nội tạng của anh ta đồng loạt nổ tung cùng một lượt. Không bao lâu sau, Hứa Hử đã chết vì bị xuất huyết bên trong nội tạng. Kiều Thu Mộng đứng ở phía sau nhìn cảnh tượng đó. Rồi cô ta lên tiếng bằng giọng điệu cực kỳ thản nhiên, mọi người hãy mau bỏ hết vũ khí trong tay xuống đi, tôi vẫn còn đang chờ đợi mọi người đi theo tôi để cùng nhau hoàn thành tâm nguyện mà ân sư của tôi để lại. Hứa Hử đã chết, những chiến sĩ Vĩnh Dạ Quân bị anh ta mê hoặc này cũng đã mất đi chỗ dựa rồi. Bọn họ nhìn nhau một cái rồi nhao nhao bỏ súng trường tự động trong tay xuống. Kiều Thu Mộng khẽ gật đầu và làm một động tác tay. Người ở bên ngoài nhìn thấy thế thì cũng không khỏi thở phào một hơi rồi sắp xếp để rút lui. Này, trả lại nhẫn cho cô, Tề Đẳng Nhàn đưa chiếc nhẫn cho Kiều Thu Mộng, mỉm cười và nói. Ừ, Kiều Thu Mộng đáp lại, sau đó đưa tay trái ra và giơ ngón áp út của mình lên. Tề Đẳng Nhàn với IQ thấp đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều làm gì, hắn cứ thế đeo nhẫn vào tay cho người ta, thậm chí còn không nói lấy bất cứ một câu tán tỉnh nào. Kiều Thu Mộng thầm nghĩ, võ công thì luyện lên tận trời rồi mà IQ vẫn ở 18 tầng địa ngục thế này. Nếu như Tề Đẳng Nhàn biết được suy nghĩ của cô ấy thì nhất định sẽ khịt mũi khinh bỉ, dù sao thì hắn cũng cảm thấy bây giờ mình chính là một người có IQ vô cùng cao. Người của Vĩnh Dạ Quân từng bước rời khỏi khách sạn, nhân tiện còn thu dọn cả cái xác của Hứa Hử. Cái chết của Hứa Hử có lẽ sẽ khiến cho Chiến Phi có chút cảnh giác, có điều... Với tính cách cẩn thận dè dặt đó của Chiến Phi, có lẽ anh ta sẽ không đến gây phiền phức cho Tề Đẳng Nhàn đâu. Bây giờ tất cả sự quan tâm của anh ta đều đã đặt vào Đại hội Võ Đạo, cho dù là chuyện gì thì cũng phải tránh đường cho Đại hội Võ Đạo. Hứa Hử chết rồi, đối với anh ta mà nói cũng chỉ đơn giản là mất đi một trợ thủ mà thôi chứ không phải tổn thất gì không thể chấp nhận được. Dù sao thì trước khi Hứa Hử đến, anh ta cũng đã là quán quân rồi. Cao thủ số 1 Hương Sơn rồi. Cái tên hiểm họa từ bên trong là Hứa Hử này đã được giải quyết rồi, cơ mà cô vẫn phải cảnh giác việc Vĩnh Dạ Quân sẽ bị chia cắt từ bên trong, nếu như phát hiện ra tình huống như vậy, hãy nhanh chóng bóp nghẹt nó. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói với Kiều Thu Mộng. Chuyện này phải cảm ơn anh rồi, nếu như không có anh giúp tôi chuyện này, tôi thực sự không biết phải làm sao với anh ta nữa. Kiều Thu Mộng mỉm cười với Tề Đẳng Nhàn và nói. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi là ai cơ chứ? Kiều Thu Mộng sững sờ một lát rồi nói, Tề Đẳng Nhàn chứ gì nữa? Tề Đẳng Nhàn cau mày và nói, này, trong khoảng thời gian bị mất trí nhớ cô gọi tôi như thế nào ấy nhỉ? Kiều Thu Mộng giả ngây giả ngốc và nói, tên đàn ông cặn bã à? Tề Đẳng Nhàn nhìn cô ấy với ánh mắt có chút cạn lời, lắc lắc đầu và nói, cái đầu IQ thấp. Khó khăn lắm mới có cơ hội để nói chuyện riêng một chút mà cô lại chẳng biết chút tình thú nào cả. Kiều Thu Mộng dở khóc dở cười, ai mới là kẻ IQ thấp, trong lòng hắn thực sự không biết sao. Lúc nhỏ nói muốn đưa mình đi ra ngoài hẹn hò, kết quả lại chạy đến nghĩa trang liệt sĩ để giở trò đồi bại, cũng không biết là ai đã làm ra chuyện đó nhỉ. Kiều Thu Mộng nghi ngờ IQ của cái tên này thực sự không thể cải thiện được, có lẽ là từ nhỏ đã như thế này rồi. Đi thôi. Tìm chỗ nào cùng ăn món kiệt bành đi. Kiều Thu Mộng nói. Sao cô lại thích ăn đồ kiệt bành thế? Tôi cảm thấy nó rất nhạt nhẽo và vô vị. Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ không vui. Kiều Thu Mộng cũng không nói nhiều với hắn làm gì,
Sau khi rời khỏi khách sạn này, cô ấy chọn một nhà hàng gần đó rồi ngồi xuống và gọi mấy món đặc sắc một cách thuần thục, đặc biệt là cá nóc, món này đương nhiên không thể thiếu rồi. Mỗi người đều có khẩu vị của riêng mình, giống như Tề Đẳng Nhàn thích uống cà phê đen đắng như mực nước, Kiều Thu Mộng lại rất thích ăn những món kiệt bành nhạt nhẽo vô vị. Trong gian phòng nhỏ lịch sự tao nhã, hai người ngồi đối diện với nhau. Tề Đẳng Nhàn lười biếng ngồi dạng chân ra trong khi Kiều Thu Mộng thì lại ngồi khoanh chân một cách trang nghiêm. Kể ra thì cô đã cứu tôi rất nhiều lần rồi đấy nhỉ. Cái lần Hồng Thiên Đô đến giết tôi, còn có cái lần cô thuyết phục Tôn Dĩnh Thục sử dụng ân huệ của Triệu Hồng Tụ, lại cộng thêm lần này cô đã giúp tôi đẩy lùi Clark. Tề Đẳng Nhàn xòe ngón tay ra và nói với Kiều Thu Mộng. Kiều Thu Mộng của hiện tại đã không còn giống như ngày xưa nữa rồi, cô ấy để tóc ngắn, phong thái điềm đạm, sự trẻ con và non nớt năm xưa đã hoàn toàn bị vứt bỏ sạch sẽ rồi. Trong ánh mắt của cô ấy phần nhiều là sự điềm tĩnh và nét sắc sảo riêng biệt. Kiều Thu Mộng nói, dù sao thì anh cũng đã giúp tôi rất nhiều lần rồi, nếu tôi không trả ơn anh thì tôi có khác nào một kẻ vô ơn đâu chứ. Hơn nữa, trước đây anh đã phải chịu rất nhiều tủi nhục khi còn ở nhà tôi. Tề Đẳng Nhàn nhún vai và nói, thực ra tôi hoàn toàn không hề quan tâm mọi người nói cái gì đâu, chỉ là tôi cảm thấy có hơi khó chịu khi có một tên hề dối trên gạt dưới như Trương Thiệu Kiệt làm loạn ở trước mặt tôi thôi. Ồ, nhắc đến Trương Thiệu Kiệt, tôi phải nói với cô cái này, lúc còn ở nước Mỹ, anh ta chọc phải gia tộc thượng quan, sau đó bị bán đến Myanmar, bây giờ thì đã đi đời rồi. Khóe miệng Kiều Thu Nguyệt điên cuồng co giật. Đó. Ban nãy còn có mặt mũi nói mình IQ thấp, nói mình không biết tình thú. Bây giờ hai người đang ở riêng một chỗ uống rượu ăn cơm mà lại cứ phải nhắc đến những chuyện ghê tởm năm xưa, IQ cao là như vậy sao? Vì để nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, Kiều Thu Mộng chỉ có thể nói, nghe nói anh đã bị liệt vào danh sách phần tử khủng bố rồi, có cách gì để giải quyết hay không? Hay là dứt khoát chuyển sang thế giới ngầm và dẫn dắt Vĩnh Dạ Quân đi? Tề Đẳng Nhàn nói với giọng không vui, IQ của cô đúng thật là cần phải rèn luyện, hôm nay hiếm khi vui vẻ như vậy mà lại cứ phải nhắc đến những chuyện mất hứng này. Kiều Thu Mộng cạn lời, trực tiếp tự phạt mình ba chén, bắt đầu uống rượu để giải sầu. Nếu không phải anh con mẹ nó không biết nói chuyện thì người ta có cần phải vội vội vàng vàng tìm chủ đề thế không hả? Có điều, cũng may là chủ đề xấu hổ như vậy đã rất nhanh bị quên lãng. Hai người vừa ăn những món ăn tinh xảo, vừa uống rượu hoa đào và nói chuyện với nhau. Bây giờ cô mang theo Vĩnh Dạ Quân trốn đông trốn tây, liệu có hối hận hay không? Tề Đẳng Nhàn nhịn không được mà hỏi một câu như vậy. Không có gì phải hối hận cả, con đường này là do chính tôi lựa chọn mà. Huống chi, tôi cảm thấy làm những việc này vô cùng có ý nghĩa. Và lại, tôi còn có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn và gặp gỡ được nhiều nhân vật lợi hại hơn nữa. Cuộc sống như thế này mới thú vị chứ, Kiều Thu Mộng vui vẻ nói. Đương nhiên, có thể là qua vài năm nữa thôi, tôi sẽ không còn cảm thấy như thế này nữa. Dù sao thì làm những việc này thực sự quá mệt mỏi, mỗi một bước đi đều đáng sợ như bước đi trên băng mỏng, chỉ cần không cẩn thận một cái thôi là sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi gật đầu. Kiều Thu Mộng đã uống không ít, trên gò má xuất hiện hai vệt ửng hồng. Trông vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, cô ấy lắc lư chén rượu và nói, cái tên Clark kia vẫn chưa rời khỏi Hương Sơn đâu mà chỉ đang ẩn nấp mà thôi. Gần đây, người của Vĩnh Dạ Quân chúng tôi đang tìm anh ta, người của Cục An ninh Quốc gia cũng đang tìm anh ta. Tề Đẳng Nhàn đột nhiên nhíu mày, trong lòng có chút dự cảm không lành. Clark là một trong số ít những người có thể một mình tạo nên sự uy hiếp đối với hắn, đó là một kẻ có thiên phú ở trạng thái tĩnh. Hơn nữa còn là kẻ đã luyện võ đến mức thành thần. Cái gọi là thiên phú ở trạng thái tĩnh chính là chỉ về các phương diện như chiều cao, sải tay, thậm chí là cả kích thước cơ bắp. Nói tóm lại thì chính là thiên phú về mặt thể hình. Hơn nữa, bản thân Tề Đẳng Nhàn cũng là người thuộc tạng người ectomorph giống như Tề Bất Ngữ, vóc dáng nghiêng về phần cao và gầy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái tên này quá nguy hiểm. Cho dù võ công của anh đã đạt đến cảnh giới đó rồi thì cũng nhất định phải cẩn thận. Kiều Thu Mộng cẩn thận nhắc nhở hắn. Tề Đẳng Nhàn gật đầu với vẻ trầm tư, muốn giết được người như Clark còn khó hơn đánh chết Hồng Thiên Đô những 10 lần,
trừ phi võ công của hắn có thể tiến thêm một bước nữa. Thế nhưng cảnh giới phá vỡ hư không, gặp thần không loạn này của hắn đã vượt qua cực hạn của con người rồi, đã giống như thần tiên trong thế giới con người rồi, võ công này sao có thể tiến thêm một bước nữa đây? Trong lòng Tề Đẳng Nhàn có một vài suy nghĩ. Kiều Thu Mộng uống có hơi say, Tề Đẳng Nhàn lại bỗng dưng nhớ tới chuyện Dương Quan Quan hỏi hắn hôm nay có còn muốn đến Lôi Gia hay không. Lúc này hắn mới bất chợt tỉnh ngộ. Quả nhiên là hắn đã cầu thả rồi. Thì ra câu hỏi của Dương Quan Quan chính là một cái bẫy. Bởi vì có câu hỏi được đặt trước này nên Tề Đẳng Nhàn chỉ có thể giả vờ làm người đàng hoàng để tiễn Kiều Thu Mộng lên xe trở về. Có muốn đến chỗ tôi muốn chút cà phê không? Trình độ say cà phê của tôi cũng không tồi đâu. Sau khi ngồi lên xe, Kiều Thu Mộng quay đầu sang, mỉm cười và nói. Ồ, chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp nhau, có vài cảm xúc cần phải chậm rãi một chút, không được quá đường đột. Tề Đẳng Nhàn trịnh trọng nói. Kiều Thu Mộng thở dài một hơi và cười nói, thực sự không ngờ rằng anh lại thận trọng về phương diện đó như thế đấy. Cũng được, chuyện này phải thuận theo tự nhiên một chút mới được. Cô ấy khẽ cười và nói, vậy thì lần sau gặp lại nhé. Ừ, tạm biệt, Tề Đẳng Nhàn vẫy vẫy tay và nói với vẻ nghiêm túc. Kiều Thu Mộng ngồi xe rời đi, nhưng trong không khí dường như vẫn còn lưu lại một chút u sầu nhàn nhạt. Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức trợn tròn mắt, không ngờ rằng IQ của mình lại bị Dương Quan Quan đè bẹp đấy, chậc chậc, sao lúc đó lại ngu ngốc như vậy chứ? Hai, có lẽ là do anh đây quá đỗi thật thà, tâm địa lương thiện, tấm lòng nhân hậu nên mới không giỏi nói dối nhỉ. Có điều, hôm nay vẫn có chuyện đáng để vui mừng, đó chính là việc hắn đã lấy được 300 triệu đô la Mỹ từ chỗ của Hứa Hử. Thấy Tề Đẳng Nhàn quay về với mùi rượu trong miệng, trên mặt Dương Quan Quan hiện nên một nét cười, cô ấy nói, sao nào, chuyện hôm nay cũng coi như thuận lợi có đúng không? Uống cả rượu chúc mừng rồi cơ mà. Tề Đẳng Nhàn nói, ngồi ăn bữa cơm với Kiều Thu Mộng, uống vài chén rượu, nói chút chuyện cũ mà thôi. Giống như những gì cô nói, chuyện hôm nay rất thuận lợi, tôi còn dựa vào một viên rỉ mũi để kiếm được về 300 triệu đó. Dương Quan Quan dở khóc dở cười, cảm thấy khả năng lừa gạt người khác của Tề Đẳng Nhàn đúng thật là càng ngày càng lợi hại, ngay cả thuốc giải cũng lười làm giả mà trực tiếp ngoáy mũi một cái, xoa thành viên bi để lấy lệ mà thôi. Điều quan trọng là Hứa Hử còn nuốt nó xuống rồi. Người thì chết rồi đấy, cơ mà nếu như bị người khác giải phẫu để phân tích nguyên nhân cái chết rồi từ trong bụng mổ ra một đống rỉ mũi, cũng không biết pháp y sẽ có cảm nghĩ như thế nào nữa. Có điều, thủ đoạn kiếm tiền của Tề Đẳng Nhàn thực sự khiến Dương Quan Quan cảm thấy có chút mở mang tầm mắt, trong một khoảnh khắc, cô ấy cảm thấy mình làm ăn thật thà như thế này cũng không được ổn lắm. Làm ăn ngay thẳng sao có thể kiếm tiền nhanh bằng việc hắn đi lừa gạt người khác chứ? Tề Đẳng Nhàn trực tiếp thao tác và chuyển cho tên thuyền trưởng kia 20 triệu đô la Mỹ, coi như là tiền ứng trước cho hành động lần này, sau đó, sau khi hắn làm xong việc thì sẽ thanh toán hết một lần. Tên thuyền trưởng này cũng đòi nhiều tiền quá rồi đấy, 20 triệu đô la Mỹ mà chỉ là tiền ứng trước thôi á. Dương Quan Quan nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn chuyển tiền đi thì không khỏi líu lưỡi. Hết cách rồi, bây giờ anh đây là phần tử khủng bố, anh ta chịu làm việc cho tôi chính là đang kiếm tiền trên cái mạng của mình. Tề Đẳng Nhàn bất lực nói, nếu như cô tìm người khác, đoán chừng chẳng có ai dám hợp tác với tôi đâu. Dương Quan Quan ngẫm lại thì thấy cũng đúng, với tình hình hiện tại của Tề Đẳng Nhàn, ai dám ngang nhiên có quan hệ làm ăn với hắn cơ chứ? Đến lúc đó bị liệt vào danh sách đồng lõa với phần tử khủng bố rồi thì cũng sẽ trở thành một con chuột lang mà thôi. Hai người lại nói về đại hội võ đạo được tổ chức tại Hương Sơn lần này. Trong đại hội võ đạo lần này, Chiến Phi là cao thủ hàng đầu, nhưng hai người Trần Bá Hạ và Mạnh Thiên Xanh của Hồng Bang cũng đều xứng danh bậc thầy. Hơn nữa, bọn họ phân phát thiệp anh hùng đi rất nhiều nơi, rất nhiều cao thủ nổi tiếng đều tràn vào Hương Sơn, anh chắc chắn muốn lộ diện với gương mặt thật à. Dương Quan Quan biết Tề Đẳng Nhàn có võ công siêu phàm nhưng vẻ mặt cô ấy vẫn có chút nghiêm trọng. Không lộ diện với gương mặt thật thì sao có thể đe dọa được kẻ xấu. Huống chi, đám cao thủ tràn vào Hương Sơn đó đa số chỉ là đến để hóng hớt mà thôi, còn có một vài đám ba phải đến quan sát tình hình, chưa chắc đã ra tay. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Tôi muốn mượn đại hội võ đạo lần này để ra oai.
nhân tiện xem cái đám người đó có thể làm gì tôi được. Bọn họ đều không đáng để quan tâm, kẻ duy nhất cần phải chú ý chính là tên da trắng mạnh nhất đang ẩn nấp ở Hương Sơn, Clark. Dương Quan Quan nhắc đến Clark bèn cảm thấy da đầu tê dại, người đó thực sự rất lợi hại, khí chất đó của anh ta khiến cô ấy thậm chí còn không thể nảy sinh suy nghĩ chống cự. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi sẽ bảo Vĩnh Dạ Quân âm thầm bố trí, hơn nữa cũng sẽ liên hệ với thuyền trưởng trước, sau khi đánh ra một đòn, tôi sẽ lập tức chạy trốn ngàn dặm. Yên tâm, không ai có thể bắt được tôi đâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Sung cũng đến đó. Tề Đẳng Nhàn cũng không lười biếng mà dắt hai người đi luyện công. Việc giảng dạy cho Dương Quan Quan đã hòm hòm rồi, bây giờ trọng tâm chính là hướng dẫn Hoàng Sung. Mặc dù Hoàng Sung có xuất thân là lính đặc chủng nhưng lĩnh hội và tu hành về phương diện võ thuật thực sự không có mấy thiên phú. Tề Đẳng Nhàn đoán rằng lúc anh ta đầu thai thì phần lớn điểm kỹ năng đều đã được thêm vào khả năng thiện xạ rồi. Còn về Dương Quan Quan, có lẽ ông trời đã ưu ái cô ấy mà cho cô ấy gấp đôi điểm kỹ năng so với người khác và lấp đầy thiên phú của cô ấy. Dạo gần đây tình hình bên phía Nam Thiến thế nào rồi? Có ai đến gây phiền phức cho cô ấy không? Tề Đẳng Nhàn bảo Hoàng Sung lặp đi lặp lại việc luyện tập phách quyền và động tác nhanh chóng rút súng ra sau khi đánh ra phách quyền. Hoàng Sung vừa cố gắng tập luyện vừa nói, từ sau lần Sở Vũ đến gây chuyện thì không còn ai đến nữa rồi. Có lẽ là do bọn họ nể mặt Lôi Tổng Quản, dù sao thì địa vị của Lôi gia ở Hương Sơn cũng không hề bình thường. Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu và nói, sư phụ của cậu bây giờ đã là phần tử khủng bố rồi, cậu có kẻ thù nào thì cứ kể hết ra đây, sau khi tìm ra bọn họ, tôi sẽ giúp cậu xử lý toàn bộ. Hoàng Sung lại nghiêm túc nói, có một vài mối thù vẫn là nên tự mình đứng ra giải quyết thì hơn. Thế thì tùy cậu, Tề Đẳng Nhàn uể oải nói. Hắn cảm thấy cái tên Nghiêm Động đó quá ghê tởm, hơn nữa lại còn có quan hệ chị em với Nghiêm Mộc Long, vậy nên có giết chết cũng chẳng sao. Có điều, nếu như Hoàng Sung đã muốn tự mình báo thù thì cứ mặc kệ anh ta là được rồi. Có điều, Tề Đẳng Nhàn cũng không quên nhắc nhở Hoàng Sung, cậu phải chăm nom nam nhân nhân cho tốt đấy, nếu như cái tên Nghiêm Động đó chưa dứt tà tâm thì có lẽ anh ta sẽ nhắm vào cô bé đó. Hoàng Sung im lặng gật gật đầu. Sau khi hướng dẫn hai người luyện võ xong, Tề Đẳng Nhàn bèn gọi điện thoại cho Trần Ngư và chuẩn bị đi đến trang sức Trần Thị. Trần Ngư đáp lại, được, tôi sẽ báo với Trần Hải một tiếng. Trần Hải chính là người phụ trách chính của trang sức Trần Thị và là bố của Trần Tuấn Nghị. Nếu như trang sức Trần Thị hợp sức với tôi để đánh bại trang sức Hà Thị thì sẽ phải chịu một số tổn thất nhất định, những tổn thất này, đợi đến khi tôi khá giả rồi sẽ đền bù lại cho các cô. Tề Đẳng Nhàn thuận miệng nhắc một câu về chuyện này. Hắn muốn đợi đến khi Hà gia đầu tư tiền bạc vào nguyên thạch và hoàn toàn rơi vào trong bẫy rồi thì sẽ để trang sức Trần Thị thông qua cách giảm giá để kéo giá cả đồ ngọc trên thị trường đi xuống, như thế thì sẽ có thể gây nên đả kích lớn mạnh hơn nữa đối với Hà gia. Hương Sơn có rất nhiều cửa hàng trang sức có giá trị vốn hóa thị trường rất khủng khiếp, nếu chỉ dựa vào một mình trang sức Trần Thị thì đương nhiên là sẽ khó có thể dùng sức mạnh của bản thân mình để kéo giá cả đồ ngọc đi xuống. Có điều, nếu như khiến cho những cửa hàng trang sức kia nhìn thấy rằng có thể mượn cơ hội này để chèn ép trang sức Hà Thị đến chết thì có lẽ bọn họ cũng sẽ âm thầm phối hợp thôi. Trần Ngư nói, giữa bạn bè với nhau không cần nói những thứ này. Sau khi cúp điện thoại, Tề Đẳng Nhàn gọi cho Long Phi Vũ và đi thẳng đến trụ sở chính của trang sức Trần Thị. Tề Đẳng Nhàn và Long Phi Vũ vừa mới đặt chân xuống trụ sở chính của trang sức Trần Thị thì đã nhìn thấy con cừu béo mà mình đã nhắm vào từ lâu. Quý Khải đang bàn chuyện làm ăn với một người trẻ tuổi ăn mặc sang trọng, ông nội tôi sắp sinh nhật, tôi muốn tặng cho ông ấy một món quà độc đáo. Cậu Tuấn, cậu chọn những viên ngọc tốt nhất trong trang sức Trần Thị của các cậu ra đây, làm thành 108 anh hùng trong thủy hử để tặng cho ông ấy. Nhìn thấy Quý Khải, Tề Đẳng Nhàn có một sự vui vẻ không hề bình thường. Làm gì có nguyên nhân nào khác ngoài việc Quý gia rất giàu có chứ? Nói tài sản của nhà họ tương đương với cả một quốc gia cũng không hề là nói quá. Ông cụ của Quý gia còn là khách quý của đế quốc Anh, sở hữu địa vị không hề bình thường ở đế quốc Anh, tài sản cũng nhiều ở mức độ không hề bình thường. Long Phi Vũ nhìn thấy người bên cạnh Quý Khải thì vội vàng nói, Lý Tổng, đó chính là Trần Tuấn Nghị. Giấy nợ của tôi đang ở trong tay anh ta.
Lần này Long Phi Vũ bị mắc bẫy là do chính bản thân cậu ta không cẩn thận, đương nhiên cũng là bởi vì bên cạnh cậu ta còn có Long Phi Linh làm nội gián. Và lại, người gài bẫy cậu ta cũng có lai lịch không hề nhỏ, trực tiếp khiến cho món nợ mấy chục triệu của cậu ta lãi đơn dồn lãi kép lên đến tận 2 tỷ, có thể nói là kè dao vào cổ Tống Tiền rồi. Lúc này Quý Khải cũng nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn và Long Phi Vũ, anh ta lập tức nhướng mày và lạnh lùng nói, cậu Tuấn, từ bao giờ mà trang sức Trần Thị lại cho phép loại rác rưởi này bước vào đây thế? Trong lúc nói chuyện, anh ta chỉ ngón tay về phía Tề Đẳng Nhàn, vẻ mặt vô cùng không vui. Trong cả hai lần chạm mặt với Tề Đẳng Nhàn, anh ta đều chẳng có chút lợi lộc gì cả. Ở lần đầu tiên, anh ta đã bị Tề Đẳng Nhàn dùng lựu đạn giả dọa cho gần chết và mất hết sạch mặt mũi. Ở lần thứ hai, Lôi Thiên Tứ đã ra mặt và để cho Từ Ngạo Tuyết thành công rời khỏi Hương Sơn, anh ta còn bị cảnh cáo một trận, việc này khiến cho anh ta đã phải mất mặt ở trước mặt Tạ Thiên Bảo. Trần Tuấn Nghị quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, còn thấy được cả Long Phi Vũ, ngay lập tức híp hai mắt lại. Được lắm, lại là một thằng nhóc chuyên đi lừa gạt. Tề Đẳng Nhàn vừa nhìn thấy biểu cảm của Trần Tuấn Nghị bèn biết được rằng cái tên Phú Nhị Đại này quá nửa là sẽ nghe lời Quý Khải mà gây sự với hắn. Trần Tuấn Nghị không làm khó Tề Đẳng Nhàn trước mà lại nói với Long Phi Vũ, đây chẳng phải là Long Tổng hay sao? Tiền cậu nợ chúng tôi đã chuẩn bị đủ chưa? Nếu như còn tiếp tục kéo dài thì 2 tỷ sẽ biến thành 3 tỷ đó. Vẻ mặt Long Phi Vũ bỗng chốc đen sầm lại, cậu ta nhìn về phía tên mập ở bên cạnh, dù sao thì hắn đã hứa rằng sẽ giải quyết chuyện phiền phức này. Thấy Tề Đẳng Nhàn không nói gì, Long Phi Vũ nói, hôm nay Lý Tổng đến đây chính là để tìm anh bàn chuyện này, anh ta nói sẽ giúp tôi giải quyết. Trần Tuấn Nghị ngay lập tức bật cười một tiếng, ánh mắt chuyển đến trên người Tề Đẳng Nhàn và thản nhiên nói, tên mập kia, anh là ai thế hả? Anh đến để giúp Long Tổng giải quyết chuyện này à? Được, lấy 2 tỷ ra đây, tôi trả giấy nợ lại cho cậu ta. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười và nói, cậu nhóc, tốt nhất hãy bảo ông già Trần Hải nhà cậu ra đây gặp tôi, một thằng nhóc phát mũi còn chưa sạch thì đừng có lèm bèm ở trước mặt tôi nữa đi. Mày muốn gặp Trần Tổng, có lẽ là mày sẽ không có cái cơ hội đó đâu. Quý Khải nói với vẻ khinh thường. Sao nào, Long Tổng cũng là người trưởng thành rồi mà nhỉ? Sao vẫn còn chơi trò tìm người đến mép người lớn thế? Ha ha ha, Trần Tuấn Nghị cười phá lên. Tề Đẳng Nhàn cười với Quý Khải và nói, cậu là con dê béo, hôm nay tôi sẽ không xử lý cậu, tránh cho đánh hỏng rồi không còn đáng tiền nữa. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Trên đầu Quý Khải ngập tràn dấu hỏi, lời này là có ý gì chứ? Long Phi Vũ ở bên cạnh không khỏi có chút ngạc nhiên, cảm thấy cái tên mập này thực sự quá là hung dữ. Ngay cả thiếu gia nhà Quý gia cũng không thèm để vào trong mắt, còn dám nói ra những lời cay độc như vậy. Trần Tuấn Nghị vỗ vỗ tay, nhân viên an ninh của trang sức Trần Thị ngay lập tức chạy đến rồi vây quanh Long Phi Vũ và Tề Đẳng Nhàn. Không có tiền thì tự mình cút ra ngoài đi, hay là muốn tôi cho người động thủ mời hai người ra ngoài? Trần Tuấn Nghị nhàn nhạt hỏi. Hắn ta vừa mới nói chuyện với tôi như vậy, không phải nên vả vào miệng hắn ta hay sao? Cậu Tuấn, Quý Khải lại mở miệng dò hỏi. Trần Tuấn Nghị ngẩn người một lúc, sau đó gật gật đầu và nói, cậu Khải chính là khách hàng lớn của chúng ta, lời anh ấy nói, các người không nghe thấy sao? Vả vào miệng cái tên mập này rồi ném ra ngoài đi. Trên mặt Quý Khải lập tức hiện ra một nụ cười khinh bỉ, Lý Bán Nhàn mày có quan hệ tốt với Lôi Gia thì có sao chứ, người của Lôi Gia cũng đâu thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ mày mọi lúc mọi nơi nhỉ. Cho dù có xử lý hắn rồi sau này bị Lôi Gia đến gây rắc rối thì cùng lắm Quý Khải cũng chỉ cần xin lỗi nhận sai thôi, cũng đâu có mất miếng thịt nào đâu. Chẳng lẽ Lôi Gia còn có thể không nể mặt Quý Gia mà thẳng tay lôi Quý Khải ra đánh một trận hay sao? Mọi người đều là người có thể diện trong giới thượng lưu, đâu thể nào mày đánh tao một gậy, tao nện mày cục gạch, rằng co qua lại như dân giang hồ đầu đường xó chợ được. Long Phi Vũ gượng cười và nói, ông trùm. Tôi thực sự bị anh đẩy đến đường chết rồi, chẳng phải anh nói mình quen biết người của trang sức Trần Thị hay sao? Sao lại phải ăn một trận đòn thế này? Nói xong lời này, cậu ta bắt đầu sằn ống áo lên. Tề Đẳng Nhàn sững sờ, cái tên Long Phi Vũ này thật đáng tin cậy, có chuyện là lên thật luôn, ống áo cũng sắn lên luôn rồi. Có điều, ngay một giây sau,
Long Phi Vũ đã đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình và nói, đừng có đánh vào mặt tôi. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn bỗng chốc co giật, còn tưởng cậu ta là một người đàn ông mạnh mẽ cơ, không ngờ rằng trong nháy mắt đã trở nên hèn nhát. Long Phi Vũ nói, đừng nhìn tôi như thế, anh da thô thịt dày khá là lì đòn, nhưng tôi thì yếu đuối không chịu được gió. Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười, còn chưa kịp nói chuyện thì đã cảm nhận được có một cây gậy đang đánh về phía gáy mình, hắn cũng không trốn đi mà đứng đó và cứng rắn chịu đựng. Bong! Một gậy đánh xuống, Tề Đẳng Nhàn không bị đánh ngã, ngược lại là cây gậy đó đã bị đánh gãy rồi. Hổ khiếu kim trung cháo và long ngâm thiết bố sam của Tề Đẳng Nhàn cũng không phải là thứ vô dụng, ngoại trừ việc không dám thẻ lưỡi lung tung trong lúc hôn từ Ngạo Tuyết ra thì không còn khuyết điểm nào khác cả. Hổ khiếu kim trung cháo bằng long ngâm thiết bố sam, một cảnh giới của người luyện võ, có thể hiểu nôm na là mình đồng ra sắt. Người vừa đánh hắn cũng vô cùng sửng sốt, bản thân anh ta chính là người có xuất thân từ băng đảng, vậy nên đòn đánh của anh ta tất nhiên là rất mạnh mẽ. Dựa theo kinh nghiệm giang hồ của anh ta, một gậy này đánh xuống, đối phương phải chết ngay lập tức mới đúng. Tề Đẳng Nhàn quay lại và vung ra một cú đấm, MU bàn tay rắn chắc đấm mạnh vào gương mặt của người đàn ông, khiến cho anh ta bị đánh bay và đánh ngã cả mấy tên đồng bọn. Mẹ nó! Một nắm đấm này khiến cho Long Phi Vũ nhìn mà không khỏi phun ra quốc túy. Mấy tên bảo vệ ở xung quanh cũng đều lấy lại tinh thần. Gậy ba tông trong tay nện tứ tung lên người Tề Đẳng Nhàn nhưng lại chỉ đập ra những tiếng bong bong trầm đục mà chẳng thấy Tề Đẳng Nhàn nhíu mày dù chỉ một cái. Mình đồng ra sắt có phải không? Một nhân viên bảo vệ cũng là dân xã hội đen, kiến thức rộng rãi, anh ta trực tiếp rút rùi cui điện ra, vừa ấn công tắc vừa dí vào sau lưng Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn đột nhiên tránh sang một bên, sau đó một đạp đá vào xương ống chân của đối phương, khiến cho người đó lảo đảo một cái và nhào ra ngoài. Rùi cui điện trong tay chọc thẳng vào người Quý Khải đang xem trò vui. Xẹt xẹt xẹt. Cơ thể Quý Khải run lên như giẫm phải công tắc điện, hai chân mềm nhũn và ngã quỵ xuống đất. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy một màn này thì hai mắt đỏ hoe, hắn thầm kêu một tiếng, con cừu béo của ông đây. Trong mắt Tề Đẳng Nhàn, Quý Khải là người rất đáng tiền, nếu như anh ta gặp chuyện gì bất trắc ở đây thì chẳng phải hắn sẽ thiệt thòi đến chết hay sao? Trần Tuấn Nghị thấy Quý Khải bị thuộc hạ của mình dí rùi cui điện vào người đến mức ngã ra thì cũng không khỏi hoảng sợ một phen, cậu ta vội vàng đá văng tên thuộc hạ này ra, đưa tay đỡ lấy Quý Khải và nói với giọng lo lắng, cậu Khải, anh không sao chứ? Sắc mặt Quý Khải tái nhợt, hàm răng nghiến chặt, vẻ mặt đau khổ. Tề Đẳng Nhàn sợ lại có ai làm hại đến con dê béo của mình nên lập tức dùng lực, mỗi nắm đấm hạ gục một tên, động tác thành thạo dứt khoát. Đám bảo vệ xung quanh chẳng mấy chốc đã ngã xuống toàn bộ. Ha, tôi còn chưa dùng sức mà các người đã ngã xuống hết rồi à? Long Phi Vũ nhìn thấy một màn này thì lập tức nhảy dựng lên, đưa tay ra chỉ vào đám bảo vệ ở trên đất và nói. Bộ dạng này trông chẳng khác nào là Tôn Ngộ Không thứ hai. Tề Đẳng Nhàn quay đầu sang nhìn cậu ta một cái, thằng nhóc này được lắm, lúc đánh nhau không thấy cậu ra tay mà lúc đánh xong rồi thì cậu lại chạy ra để làm mầu hả? Trần Tuấn Nghị không khỏi sững sờ, mới chỉ trong nháy mắt thôi mà sao người lại nằm xuống đất hết thế này. Cậu ta cũng chỉ vừa mới chú ý đến Quý Khải một chút thôi mà, sao lúc quay đầu lại đã không còn ai để sai bảo nữa rồi. Thấy Long Phi Vũ còn đang ra vẻ một cách trơ tráo, sắc mặt Trần Tuấn Nghị càng thêm âm trầm, cậu ta tức giận nói, Long Phi Vũ, cậu đang chê 2 tỷ chưa đủ nhiều à? Long Phi Vũ lập tức giật mình một cái. Cậu ta nhìn Tề Đẳng Nhàn và hỏi, Lý Tổng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cậu ta coi như là đã nhìn ra rồi, cái tên mập Lý Bán Nhàn này là một người vô cùng lợi hại, ngay cả thiếu gia của Quý gia cũng không thèm bỏ vào trong mắt, đi cùng với hắn là việc hoàn toàn đúng đắn. Chửi cậu ta, Tề Đẳng Nhàn bĩu môi với vẻ khinh thường và nói. Tinh thần Long Phi Vũ bỗng trở nên phấn chấn, cậu ta nói với Trần Tuấn Nghị, cậu Tuấn. 2 tỷ đó của anh, tôi không thừa nhận đâu. Hôm nay tôi đến đây chính là để giải quyết chuyện này. Nếu như anh cố chấp muốn đòi số tiền đó thì tôi chỉ có 4 chữ để tặng cho anh. Con mẹ nhà anh. Sau khi nói xong lời này, Long Phi Vũ bỗng ngẩng cổ lên. Trần Tuấn Nghị sững sờ trong giây lát, không ngờ rằng Long Phi Vũ lại dám chửi mắng mình. Cậu ta lập tức nói, được được được, cậu không chịu trả số tiền này,
tôi sẽ đi đòi bố cậu, Long Tông Toàn. Lúc này Quý Khải cũng hoàn hồn lại và quát lên với Tề Đẳng Nhàn, cả họ nhà mày, mày muốn chết à? Quý Khải, cậu ăn nói cho đàng hoàng, ban nãy có phải tôi dí diện vào người cậu đâu, liên quan quái gì đến tôi chứ? Tề Đẳng Nhàn nhún vai và thản nhiên nói. Trần Tuấn Nghị không nói lời nào mà bèn móc điện thoại ra và chuẩn bị gọi đi, nhưng còn chưa kịp mở khóa thì đã nhìn thấy người mà mình đang định gọi vừa hay đã đến rồi. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, mặc một bộ đồ thời đường màu đen, trên tay cầm một chuỗi tràng hạt Phật giáo, bộ dạng rất nho nhã và ôn hòa. Lương lão đại, ông đến đúng lúc lắm, cái tên khốn kiếp này đến gây chuyện với trang sức Trần thị của chúng ta. Ông liệu mà xử lý đi. Trần Tuấn Nghị trầm giọng nói với người đàn ông. Kẻ nào? Lương Diệp sững sờ một lúc rồi cau mày. Kim chủ của Hòa Liên Thắng thực ra chính là trang sức Trần thị, ở Hương Sơn này, phàm là các tập đoàn hay công ty lớn một chút đều sẽ có chút quan hệ với các băng đảng trên giang hồ. Hòa Liên Thắng có thể phát triển dưới con mắt của các băng đảng lớn mạnh như Long Môn Hương Sơn và Hồng Bang Hương Sơn, đương nhiên không thể tách khỏi quan hệ với sự ủng hộ của trang sức Trần thị. Long Phi Vũ nhìn thấy Lương Diệp thì vô cùng kinh ngạc, cậu ta vội vàng nói với Tề Đẳng Nhàn, Lý Tổng, người này chính là thủ lĩnh của Hòa Liên Thắng, anh biết Hòa Liên Thắng có đúng không, băng đảng nổi tiếng ở Hương Sơn đó. Nếu không được thì chúng ta nhận thua đi rồi hôm khác lại nghĩ cách nhé. Danh tiếng của Lương Diệp được tạo nên bằng cách đánh chém nhau qua từng con phố ngõ hẻm đó, chớ thấy bây giờ ông ta đang mặc trang phục thời đường, cầm theo tràng hạt, bộ dạng vô cùng nho nhã, nhưng một khi cởi quần áo ra, số lượng vết sẹo trên người ông ta tuyệt đối sẽ không ít hơn 30 cái. Tề Đẳng Nhàn không thèm để ý đến cậu ta mà nói với Trần Tuấn Nghị, không làm nhảm với cậu nữa, mau chóng lấy giấy nợ ra đây. Lát nữa ông già nhà cậu đến rồi, tôi sẽ bảo ông ta không truy cứu cậu nữa. Trần Tuấn Nghị nghe thấy thế thì sửng sốt một lúc rồi lại cười gằn lên và nói, mày đánh cậu Khải ở trang sức Trần thị chúng tao, cậu Khải của Quý gia đó. Anh ấy là khách hàng lớn chuẩn bị dùng ngọc thượng hạng ở chỗ chúng tao để làm ra 108 anh hùng lương sơn bạc đó. Mày cảm thấy nếu như bố tao đến rồi thì sẽ hướng về phía mày hay sao? Ông ấy không đánh gãy chân mày rồi bán đến Nam Dương làm nô lệ đã là khá lắm rồi. Lương Diệp nói với Trần Tuấn Nghị, cái tên mập này ấy hả? Trần Tuấn Nghị xua tay với vẻ mất kiên nhẫn và nói, mau chóng đánh gãy chân của hắn ta rồi mang hắn ta đi đi. Có thể thảm thế nào cũng mặc kệ, đừng để hắn ta ở đây làm phiền tôi nữa. Long Phi Vũ, cậu chắc chắn muốn làm to chuyện này à? Không muốn trả số tiền đó chứ gì? Tìm một tên ngu ngốc đến đây để gây sự với trang sức Trần thị chúng tôi chứ gì? Tôi nói cho cậu biết, có thế nào thì cậu cũng phải trả số tiền này cho tôi. Nếu không thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải chết ở Hương Sơn. Sắc mặt Long Phi Vũ bỗng trở nên trắng bệch. Cậu ta cười khổ với Tề Đẳng Nhàn, ông trùm, anh đừng hại tôi nữa mà. Tôi mời anh đến đây là để giúp tôi giải quyết vấn đề chứ không phải là mời anh đến để hại chết tôi đâu. Lương Diệp đã bước đến theo lời dặn của Trần Tuấn Nghị và nói với Tề Đẳng Nhàn, cậu cũng nghe thấy lời của cậu Tuấn rồi đấy, hay là cậu tự mình ra tay đi. Chẳng lẽ còn chuẩn bị đợi tôi gọi hàng ngàn hội viên của Hòa Liên Thắng đến à? Tên khốn kiếp này ở đâu đến trang sức Trần thị làm loạn thế hả? Không biết trang sức Trần thị là sản nghiệp của Nam Dương Trần thị à? Có chết cũng chưa đủ đâu. Chắc là tên thiển cận nào đó đến từ vùng khác đấy. Hòa Liên Thắng được trang sức Trần thị nâng đỡ mà, hàng ngàn người, mỗi người một đao cũng có thể chém anh ta ra thành thịt băm rồi. Các nhân viên của trang sức Trần thị đứng hóng hớt từ phía xa, ai nấy đều nhao nhao lắc đầu thở dài. Tề Đẳng Nhàn bỗng sững sờ. Hắn nói, thì ra kim chủ đứng phía sau Hòa Liên Thắng là trang sức Trần thị à. Trần Tuấn Nghị cười khẩy và nói, sao nào, không ngờ đến có đúng không? Bây giờ có hối hận thì cũng muộn rồi. À, thế thì tôi hối hận thật rồi. Tề Đẳng Nhàn nhịn không được mà muốn vỗ vào đùi mình một cái. Sớm biết kim chủ sau lưng Hòa Liên Thắng là trang sức Trần thị, vậy thì mình đòi 500 triệu ở chỗ ông chủ quan chẳng phải là quá ít hay sao? Hắn có thể dựa vào Hoàng Kỳ Bân và Hòa Liên Thắng để chèn ép từ hai phía, khiến cho ông chủ quan sợ đến đái cả ra quần, như thế nói không chừng còn có thể đòi thêm 200-300 triệu nữa. Bây giờ hối hận thì thực sự đã có hơi muộn rồi,
dù sao hắn cũng đồng ý tha thứ cho ông chủ quan rồi, cũng đâu thể nào lại tìm đến tận nơi rồi bảo rằng ông đây đòi ít rồi, đằng ấy móc ra thêm 300 triệu nữa đi được nhỉ. Mặc dù hắn có thể làm ra loại chuyện như thế, nhưng nếu là như vậy thì khó tránh khỏi việc có hơi khó coi. Lương Diệp nói, nếu như đã biết sai rồi thì tự mình kết thúc đi, tôi cũng lười ra tay hoặc gọi người đến xử lý. Long Phi Vũ nghe thấy Tề Đẳng Nhàn nói mình đã hối hận rồi thì sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Ôi mẹ ơi, có cái bẫy nào như thế này không hả, rõ ràng trước khi đến đã nói rằng có thể giải quyết, hơn nữa ngay cả cô Dương cũng nói rằng anh ta có thể. Kết quả, chỉ thế này thôi đấy à? Long Phi Vũ cười khổ, 2 tỷ đó của mình, e rằng không thể không trả rồi. Nhưng nếu như trả số tiền này, vậy thì bố mình, Long Tông Toàn sẽ nghĩ sao về mình đây? Quyền lực của tập đoàn Long thì có phải sẽ lại rơi vào tay Long Phi Linh hay không? Ngay một giây sau khi Long Phi Vũ đang âm thầm kêu khổ, sắc mặt Tề Đẳng Nhàn lại bỗng nhiên trở nên rất tức giận. Hắn chỉ vào mặt Trần Tuấn Nghị và nói, con mẹ nó sao cậu không nói sớm cho tôi biết thế hả? Trần Tuấn Nghị cau mày nói, có phải mày bị thần kinh không hả? Tề Đẳng Nhàn chửi bới sùm, bây giờ tôi đang thiếu tiền, chính bởi vì cậu mà hại ông đây tổn thất 200-300 triệu, món tiền này phải tính lên đầu cậu mới được. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Trần Tuấn Nghị nhìn hắn như đang nhìn một kẻ thần kinh, cảm thấy đầu óc của người này chắc chắn là có vấn đề. Lương Diệp hết kiên nhẫn rồi, ống tay của trang phục thời Đường khẽ động, một con dao găm được chế tác tinh xảo xuất hiện ở trong tay ông ta, rõ ràng là ông ta đang định chuẩn bị đích thân ra tay rồi. Đã nhiều năm rồi không thấy Lương lão đại đích thân ra tay, cái tên mập này chuẩn bị thê thảm rồi. Lương lão đại đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì chính là không chết cũng tàn, ông ấy rất hung ác lắm. Nhìn thấy Lương Diệp định tự mình ra tay kết thúc Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt của không ít người đều thay đổi. Nhưng chính vào lúc này, từ phía ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Trần Tổng, ngài mau vào trong xem đi, có người đến trang sức Trần Thị của chúng ta gây sự, còn làm thiếu gia Quý Khải của Quý gia bị thương nữa. Trần Hải đang vội vã chạy tới trụ sở chính của trang sức Trần Thị, vừa mới xuống xe thì một nhân viên đã sốt ruột nói với ông ta. Sau khi nghe thấy lời này, Trần Hải khẽ nhướng mày một cái và tức giận nói, tên nào không có mắt thế hả? Đến để tìm chết à? Hôm nay tôi có khách quý cần phải tiếp đón. Còn nữa, cậu Khải thế mà lại bị người khác đánh bị thương ở trên địa bàn của tôi á? Quý Khải có thân phận như thế nào, địa vị như thế nào chứ? Thế mà lại bị một người ngoài đến trụ sở chính của trang sức Trần Thị gây chuyện làm cho bị thương á? Đến lúc đó quý gia đến hỏi tội thì không có mấy ai có thể gánh được cái tội này đâu. Ông Trần. Sau khi nhìn thấy Trần Hải, Lương Diệp khẽ cúi đầu xuống một chút và chào hỏi với giọng cung kính. Trang sức Trần Thị chính là kim chủ của Hòa Liên Thắng, mà cái ông lớn tên Trần Hải này còn là nhân vật có chỗ đứng trong cả Nam Dương Trần Thị nữa. Quý Khải sầm mặt nói, ông Trần, tôi đến trang sức Trần Thị của các người để bàn chuyện làm ăn. Kết quả lại bị cái tên du côn kia làm cho bị thương, các người nên cho tôi một lời giải thích chứ nhỉ. Đương nhiên Quý Khải biết rằng chỉ cần Tề Đẳng Nhàn mời Lôi Thiên Tứ ra đây thì mọi người sẽ lập tức tắm rửa đi ngủ cho xong việc. Thế nhưng người của trang sức Trần Thị đâu biết hắn có lai lịch đó đâu. Đánh hắn một trận là vừa đẹp, Lôi Thiên Tứ cũng sẽ không đến gây phiền phức cho mình. Trần Tuấn Nghị nói với Trần Hải, bố, cái tên Long Phi Vũ này nợ con và Lục Quy Hải 2 tỷ. Cậu ta chuẩn bị quỵt nợ không trả nên đã tìm tên mập này đến trang sức Trần Thị của chúng ta để gây sự. Còn nữa, ban nãy hắn ta còn đánh cậu Khải bị thương. Trần Hải an ủi Quý Khải trước, cậu Khải, cậu đừng tức giận, chuyện hôm nay, tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích. Ông chuẩn bị cho cậu ta lời giải thích thế nào đây? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Mày đang sủa cái gì thế hả? Mày là ai chứ? Mày có địa vị gì chứ? Lúc bố tao đang nói chuyện mà mày cũng dám chõ miệng vào à? Lát nữa ông đây sẽ tự tay cắt lưỡi mày. Trần Tuấn Nghị nổi cơn thịnh nộ, chỉ vào mặt Tề Đẳng Nhàn và tức giận chửi bới. Lương Diệp cũng lạnh lùng nói, cậu dám ngắt lời ông Trần à? Tốt lắm, hôm nay cho dù cậu có 9 cái mạng thì cũng không đủ dùng đâu. Trần Tuấn Nghị càng nói thì tâm trạng càng trở nên kích động. Chuẩn bị xông lên giáng cho Tề Đẳng Nhàn vài cái bạt tai.
nhưng lúc này Trần Hải mới nhìn rõ được khuôn mặt mập mạp kia, ông ta nhất thời vô cùng kinh ngạc, đây chẳng phải là vị khách quý mà Trần Ngư bảo ông ta đích thân tiếp đón hay sao? Mắt thấy con trai mình sắp ra tay với tên mập tên là Lý Bán Nhàn kia, Trần Hải đột nhiên sải bước tiến lên, một chân đá vào mông Trần Tuấn Nghị và dứt khoát đá cậu ta ngã lăn ra ngoài. Chớ có thấy Trần Ngư có thể hi hi ha ha với Tề Đẳng Nhàn, thế nhưng ở trong toàn bộ Nam Dương Trần Thị, uy nghiêm của cô ấy lại vô cùng lớn, rất nhiều người đều kính sợ cô ấy không gì sánh được. Trần Hải biết rất rõ rằng nếu như mình đắc tội với vị khách quý trong miệng Trần Ngư này thì chức danh người đứng đầu trang sức Trần Thị của ông ta cũng sẽ chấm hết. Long Phi Vũ đang đứng ở phía sau Tề Đẳng Nhàn nhìn đến ngây người, có chuyện gì vậy? Ban nãy chẳng phải Trần Hải còn đang hùng hùng hổ hổ muốn hỏi tội hay sao? Sao lại đá Trần Tuấn Nghị ngã lăn ra ngoài thế này? Lương Diệp cũng không khỏi sững sờ, hai mắt trợn tròn lên và không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Bố, Trần Tuấn Nghị nhìn Trần Hải với ánh mắt vừa nghi hoặc vừa hoảng sợ, không rõ đây là tình huống gì con. Đều là lỗi của con, chút chuyện nhỏ này cũng không thể xử lý tốt, lại để cho cậu Khải ở bị một tên ngốc làm cho bị thương ở chỗ này. Xin hãy tha thứ cho con nhất định. Cậu ta còn tưởng rằng Trần Hải đang tức giận vì cậu ta làm việc kém cỏi và để cho Quý Khải bị thương nên mới tức đến mức đá cậu ta một cái. Nghe thấy những lời ngu xuẩn này của Trần Tuấn Nghị, Trần Hải tức đến đỏ mặt tía tai, ông ta bước lên một bước, tát thẳng vào mặt Trần Tuấn Nghị và nghiến răng nói, tao đá mày vì chuyện này hay sao? Cái đầu ngu ngốc này, anh Lý Bán Nhàn là khách quý của Nam Dương Trần Thị chúng ta đó, sao mày dám xúc phạm anh ấy? Cái gì? Lời này của Trần Hải trực tiếp khiến cho tất cả những người đang có mặt ở đó đều không khỏi sững sờ. Tề Đẳng Nhàn lại nở nụ cười ngại ngùng và nói, khiêm tốn, khiêm tốn. Lương Diệp bị sự thay đổi đột ngột này dọa cho sắc mặt đông cứng lại, vừa rồi ông ta đã nói rất nhiều những lời độc ác, chỉ mong rằng sau này mình sẽ không bị trả thù thôi. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi, chỉ có Quý Khải là căm tức gấp bội, anh ta nghiến răng nghiến lợi và nói, ông Trần, ông có ý gì thế? Quý Khải tôi đây đã bị người khác đánh ở trong trang sức Trần Thị của ông. Ông không giải quyết mà còn muốn bao che cho hắn ta sao? Trần Hải ho khan một tiếng và nói, cậu Khải, tôi nghĩ tất cả những chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hay là tôi pha trà mời mọi người uống trước nhé, chút hiểu lầm này có là gì đâu chứ? Quý Khải tức giận đến ngút trời, anh ta cắn răng nói, uổng công tôi còn chuẩn bị đến trang sức Trần Thị của các người để đặt làm tượng ngọc 108 anh hùng, xem ra là tôi mù mắt rồi. Đơn đặt hàng này chỉ bằng tặng cho trang sức Hà Thị đi. Quý gia vô cùng giàu có và hống hách, vì để mừng thọ ông nội của mình, Quý Khải đã đặt mua tượng ngọc 108 anh hùng, hơn nữa còn yêu cầu tất cả đều là ngọc đẹp thượng phẩm. Số lợi nhuận đó e rằng sẽ lên đến 9 con số. Mặc dù trang sức Trần Thị cũng có thể được coi là khá giả, thế nhưng trong một lúc mà mất đi nhiều lợi nhuận như vậy thì vẫn đủ khiến cho người ta đau lòng. Cậu Khải bất giận. Trần Hải cười nói, tôi mời cậu Khải uống trà có được không? Quý Khải giận tím mặt và quát lên, Trần Hải, ông bớt ở đây chơi trò hòa hoãn với tôi đi. Tôi nói cho ông biết, nếu như hôm nay ông không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng thì đến lúc đó đừng trách quý gia chúng tôi ghi hận ông. Dù sao thì Trần Hải cũng là ông chủ của trang sức Trần Thị, có lẽ trang sức Trần Thị không giàu nứt đố đổ vách như quý gia nhưng Nam Dương Trần Thị cũng là thế lực thống trị cả một vùng trời cơ mà. Ở nước Anh, quý gia ít nhiều gì cũng phải nhìn mặt chính quyền và hoàng thất của nước Anh. Nhưng ở Nam Dương, Trần gia chính là lãnh chúa thực sự, theo lời của đám đầu sỏ ở Tuyết Quốc thì cho dù bọn họ muốn nâng đỡ một con khỉ lên làm tổng thống cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Lời này ít nhiều làm cho Trần Hải cũng có chút tức giận, ông ta bèn lạnh lùng nói, cậu Khải không cần ở đây uy hiếp tôi, chuyện hôm nay cứ như vậy đi, cậu muốn một lời giải thích thì tự nghĩ cách mà tìm đi. Lời giải thích này tôi không thể cho cậu được. Quý Khải bị những lời này làm cho tức giận không thôi, anh ta giơ tay ra chỉ vào Trần Hải, sau đó gật đầu với Đẳng Nhàn và nói, được được được, các người nhớ kỹ chuyện hôm nay cho tôi, dám đắc tội với quý gia, các người sẽ không có kết cục tốt đâu. Tề Đẳng Nhàn nhún vai với vẻ không quan tâm và nói với Quý Khải, khoảng thời gian này cậu Khải nhất định phải bảo vệ tốt cho bản thân mình đấy, đừng để bản thân bị bệnh hay bị thương gì cả. Quý Khải cười gằn và nói, mày uy hiếp tao à? Được thôi,
đến đi, tao ngược lại muốn xem mày có dám làm gì tao hay không. Tề Đẳng Nhàn cười cười, hắn không muốn Quý Khải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trong khoảng thời gian này đâu, nếu không thì hắn kiếm đâu ra tiền để mà trả nợ chứ. Trần Tuấn Nghị thấy Quý Khải thở hồng hộc bỏ đi thì nhất thời đầu óc có chút mơ hồ, cậu ta nhìn về phía bố mình với ánh mắt khó hiểu. Cậu ta không hiểu tại sao Trần Hải lại vì cái tên mập trông chẳng có gì khác người này mà chọn đắc tội với Quý Khải. Đó là Quý gia đó. Quý gia ở Hương Sơn có địa vị như thế nào, khối tài sản khổng lồ biết bao nhiêu, chẳng lẽ bố mình không hiểu rõ à? Không chỉ có Trần Tuấn Nghị không hiểu mà Lương Diệp cũng không thể hiểu nổi. Thế nhưng sau khi lấy lại tinh thần, Lương Diệp lại không khỏi có chút sợ hãi, cái tên mập này có lai lịch không nhỏ, có thể khiến cho Trần Hải chấp nhận sự nguy hiểm khi đắc tội với Quý Khải để lấy lòng hắn. Xem ra sau này mình phải có quan hệ tốt với tên mập này mới được. Ai, ngài mập, ban nãy đã đắc tội rồi, lát nữa tôi sẽ dâng trà thỉnh tội với cậu. Lương Diệp cười nói với Tề Đẳng Nhàn. Ông ta là một lão giang hồ biết có biết suối, kim chủ đối với Tề Đẳng Nhàn còn khách sáo đến như vậy, sao ông ta có thể không nghĩ cách để bù đắp lỗi lầm vừa rồi được cơ chứ? Long Phi Vũ ở bên cạnh nhìn đến ngu ngẩn cả người, cậu ta nói, ngài mập, ngài thật có bản lĩnh, thế mà lại có thể khiến cho cái tên phú nhị đại siêu cấp như Quý Khải phải thất bại mà về, tôi phục rồi. Tất nhiên Tề Đẳng Nhàn cũng chẳng hà cớ gì phải tức giận với những người này, anh đây động lượng lắm. Trần Hải vội vàng bắt tay với Tề Đẳng Nhàn và nói, anh Lý, thực sự rất xin lỗi, tôi đến muộn một bước, lại để cho thằng nhóc vô tích sự này đắc tội với anh. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, Trần Tổng không cần khách sáo, tôi và cô Trần Ngư là bạn tốt, không cần thiết phải vì chút chuyện còn con ngày mà ghi hận ghi thù. Trần Hải ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ Tề Đẳng Nhàn quay về sẽ tìm Trần Ngư để tố cáo, như vậy thì cuộc sống của ông ta sẽ rất khổ sở. Sau khi nghe được lời này, Trần Tuấn Nghị không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, thì ra tên mập này là bạn của chị họ, chẳng trách hắn lại tự tin đến như vậy, chẳng trách bố mình thà đắc tội với Quý Khải cũng không chịu đắc tội với hắn. Lý Tổng, còn có vị Long Tổng này nữa, xin mời đến văn phòng của tôi để uống trà trước đã. Trần Hải cười mỉm và nói. Ông ta quay đầu nói với Trần Tuấn Nghị, ở đây hết việc của con rồi, đi ra chỗ khác đi. Lương Lão Đại, ông cũng tạm thời quay về đi. Lương Diệp chắp tay với Tề Đẳng Nhàn một cái rồi xoay người rời đi, không bị truy cứu trách nhiệm đã coi như là được Phật Tổ phù hộ độ trì rồi. Trần Tuấn Nghị cũng không nói nhiều nữa mà bèn xoay người chuẩn bị rời khỏi. Tề Đẳng Nhàn lại nói ấy, chờ đã, hôm nay tôi đến là để tìm cậu ta mà. Trong lòng Trần Tuấn Nghị hồi hộp một phen, chắc không phải là cái tên này đang định tính sổ với cậu ta đâu nhỉ. Nếu như hắn muốn tính sổ thì liệu bố mình có thể dễ dàng tha thứ cho mình hay không? Trong lòng Trần Hải cũng âm thầm chửi rủa vài câu, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn có chút xấu xa, ông ta đã trở mặt với Quý Khải rồi mà, hắn không cần thiết phải tính sổ với Trần Tuấn Nghị nữa đâu nhỉ. Yên tâm, tôi không định dây dưa chuyện ban nãy đâu. Lúc này EQ của Tề Đẳng Nhàn bỗng cao lên đột ngột, hắn biết vẻ mặt của hai người khó coi là vì lý do gì nên đã bổ sung thêm một câu. Câu nói này khiến cho hai bố con họ không khỏi thở phào một hơi, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Trần Ngư chính là một nữ bạo chúa, nếu như bị tố cáo ở chỗ cô ấy, vậy thì bọn họ đừng mong sẽ được sống yên ổn. Khi đến được văn phòng của Trần Hải, ông chủ lớn này đã đích thân pha trà cho hai người Tề Đẳng Nhàn và Long Phi Vũ. Tề Đẳng Nhàn chia tay ra với Trần Tuấn Nghị và nói, đưa nó ra đây đi. Trần Tuấn Nghị khẽ ngẩn người, cậu ta nói, Lý Tổng nói cái gì cơ? Tề Đẳng Nhàn cau mày và nói, giấy nợ mà các người lừa Long Phi Vũ làm ra chứ gì nữa, giả ngu giả dại à? Giấy nợ lại là chuyện gì thế? Trần Hải quay đầu sang nhìn Trần Tuấn Nghị và lạnh lùng nói. Trần Tuấn Nghị bèn giải thích, đây là chuyện mà Lục Quy Hải làm ra. Con chỉ phối hợp với cậu ta một chút mà thôi, không phải chủ ý của con đâu. Giấy nợ đang ở trong văn phòng của tôi đi lấy nó ngay đây. Trần Hải nghe thấy chuyện này có liên quan đến Lục Quy Hải thì càng cau mày chặt hơn nữa. Lục Quy Hải là cháu trai của thị trưởng Hương Sơn nhiệm kỳ trước, cũng có thể coi là nhân vật hàng đầu trong vòng tròn quan hệ của Hương Sơn rồi. Không bao lâu sau,
Trần Tuấn Nghị đã lấy giấy nợ đến và đưa thẳng cho Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn tiện tay đưa cho Long Phi Vũ và hỏi, xem đây có phải là giấy nợ mà cậu viết hay không? Sau khi nhìn lướt qua một lượt, Long Phi Vũ gật đầu lia lịa và nói, đúng đúng đúng, cảm ơn Lý Tổng. Tề Đẳng Nhàn nói, cậu tạm thời cất nó đi, đừng vội tiêu hủy, nói không chừng lúc nào đó còn phải dùng đến nữa, không thể để người khác gài bẫy cậu phí công vô ích được, chúng ta phải tìm lại mặt mũi mới được. Trần Tuấn Nghị lại cười gượng và nói, Lý Tổng, anh cứ cầm giấy nợ đi như thế, đến lúc đó Lục Quy Hải tìm tôi nên trả lời như thế nào đây? Hả, cậu còn muốn làm bạn với cậu ta à? Tề Đẳng Nhàn lại hỏi. Trần Tuấn Nghị trực tiếp bị hắn làm cho nghẹn họng, không biết nên trả lời như thế nào. Tề Đẳng Nhàn nói với giọng thẳng thắn, tôi đang chuẩn bị xử lý cậu ta, cần cậu phối hợp với tôi. Trần Tuấn Nghị mắt chữ A mồm chữ O. Trần Hải ở bên cạnh cũng không nhịn được mà cười gượng. Cũng không cần cậu làm gì cả, chỉ cần lúc đó cậu đứng ra nói rằng cậu ta ép cậu cùng cậu ta gài bẫy Long Phi Vũ là được rồi. Tội này do cậu ta gánh, sẽ không liên lụy gì đến cậu đâu. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Cái này, bây giờ ở trong chính quyền Hương Sơn có rất nhiều người đều thuộc về phe phái của Lục gia. Nếu như tôi nói như vậy thì trang sức Trần Thị sẽ gặp rắc rối lớn mất thôi. Trần Tuấn Nghị nói với vẻ mặt có chút khó coi. Tề Đẳng Nhàn bèn nói, chính bởi vì như thế nên mới phải xử lý cậu ta đó. Nếu không thì thị trưởng Hoàng sao có thể khai đao một cách lộ liễu được. Trần Hải bỗng hỏi, ý của Lý Tổng là, đây là chuẩn bị cho thị trưởng Hoàng thời cơ để chỉnh đốn lại chính quyền à? Trần Hải cảm thấy chuyện này cũng khá ổn. Thần tử nước nào theo vua nước đó, phe phái của Lục gia nhất định sẽ phải suy yếu, cho dù có bao bọc lẫn nhau đi chăng nữa thì cũng không ngăn được Hoàng Văn Lãng khí thế bừng bừng. Trần Tuấn Nghị sang tay bán đứng Lục Quy Hải, thế thì há chẳng phải sẽ để lại một ấn tượng không tồi ở trước mặt Hoàng Văn Lãng hay sao? Long Phi Vũ ở bên cạnh nghe thấy thế thì cũng âm thầm líu lưỡi, không ngờ rằng chuyện Tề Đẳng Nhàn giúp đỡ mình lại còn có một tầng kế hoạch ở bên trong. Thế này, làm như thế này không hay lắm nhỉ? Trần Tuấn Nghị ngập ngừng nói. Trần Hải lại vỗ một phát vào sau gáy của cậu ta và lạnh lùng nói, có cái gì mà không hay? Chúng mày gài bẫy người khác thì hay lắm hả? Nếu không phải Lý Tổng rộng lượng, không muốn truy cứu mày, tao xem mày sẽ bị xử lý như thế nào? Trần Tuấn Nghị bị một cái tát của bố mình đánh cho không nói nên lời, mặc dù quan hệ của cậu ta và Lục Quy Hải rất tốt nhưng đã là lúc này rồi. Cũng chỉ có thể để người khác chết thay cho mình thôi. Vậy được, đến lúc đó Lý Tổng bảo tôi nói thế nào thì tôi cứ nói như thế là được rồi. Trần Tuấn Nghị bất lực cười gượng. Trần Hải gật đầu một cách hài lòng. Tề Đẳng Nhàn cũng gật đầu một cách hài lòng. Sau khi uống hết hai chén trà, hắn nói, vậy cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với cậu, cậu chỉ cần ra sức quăng cái tội đó lên đầu Lục Quy Hải thôi. Còn nữa, vốn dĩ cậu ta tính là người gài bẫy người khác, cậu chỉ bóc trần cậu ta mà thôi, cũng không cần có gánh nặng tâm lý gì đâu. Khả năng lừa gạt người khác của Tề Đẳng Nhàn thuộc vào loại tuyệt đỉnh hàng đầu, dù sao thì hắn cũng chính là người đã có thể giúp thiếu niên A Bân trực tiếp tránh khỏi nguy hiểm mà. Trần Tuấn Nghị nghe thấy hắn nói như thế thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, đến lúc đó cậu ta bán đứng Lục Quy Hải thì cũng trở thành chuyện đương nhiên mà thôi. Đợi đến khi ra khỏi trang sức Trần Thị rồi, Long Phi Vũ nói với Tề Đẳng Nhàn, ngài mập, ngài thật là tuyệt vời. Tôi bái phục quá, thật là lợi hại. Tề Đẳng Nhàn nói, sau này mọi người đều là bạn bè, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Cậu cất kỹ cái giấy nợ này đi, đến lúc đó nói không chừng còn phải dùng nó làm bằng chứng nữa. Máy chém của thị trưởng Hoàng đã được mài sắc sáng bóng rồi, chỉ là mãi chưa có cơ hội để chém xuống mà thôi. Không thành vấn đề. Ngài mập bảo tôi giữ nó, tôi nhất định sẽ giữ thật cẩn thận. Ấy, ngài mập, anh đã giúp tôi giải quyết chuyện này, trong lòng tôi không còn gánh nặng gì nữa rồi. Nhân tiện hôm nay đang vui vẻ, hay là chúng ta đến trung tâm massage chơi chút đi? Tôi biết một trung tâm massage toàn là các em gái kiệt bành, ai nấy đều dịu dàng ân cần, quả thực còn tuyệt vời hơn cả Mikami Iwa nữa. Long Phi Vũ giơ ngón tay cái lên với Tề Đẳng Nhàn. Sau nó nở một nụ cười ám muội. Đàn ông ấy mà, muốn gắn kết quan hệ thì đơn giản lắm, cùng nhau tìm một trung tâm massage để ngâm mình rồi hưởng thụ một đêm là được rồi.
Tục ngữ nói cùng nhau đi học, cùng nhau chơi gái, cùng nhau vác súng là gắn kết nhất cũng không phải là không hề có lý. Tề Đẳng Nhàn nói, chậc, cậu và thiếu niên A Bân có lẽ sẽ có thể làm bạn tốt đấy. Hôm nay thì khỏi đi, sau này tôi gọi cả A Bân đến, chúng ta đi cùng luôn. A Bân là ai thế? Long Phi Vũ hỏi. Vừa nhìn đã biết cậu không phải là người học rộng hiểu sâu. Tề Đẳng Nhàn nói với giọng khinh thường. Long Phi Vũ vô cùng mờ mịt. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy đi đến trung tâm massage đương nhiên là rất tuyệt, thế nhưng dạo gần đây Dương Quan Quan đang khó chịu với hắn, hắn không dám tùy tiện đi cả đêm không về. Đến lúc đó lại được một mất mười thì thật là thiệt thòi. Tề Đẳng Nhàn thong thả về đến chỗ của Dương Quan Quan thì lại phát hiện ra rằng việc thi công đã bị đình chỉ rồi, rất nhiều người mặc đồng phục đang qua lại như thoi đưa ở bên này. Dương Quan Quan đang thương lượng với một người đàn ông trung niên. Cô Dương, bến cảng này vẫn còn có một số thủ tục chưa được làm rõ, các cô buộc phải tạm dừng công việc để tránh tạo thành những tổn thất không đáng có cho chính quyền Hương Sơn chúng tôi. Người đàn ông trung niên đang nói chuyện này, rõ ràng là một nhân vật khá là có quyền uy ở trong chính quyền Hương Sơn. Dương Quan Quan lạnh lùng nói, ông Mạc, lúc đầu các ông đâu có nói như vậy đâu. Mạc Văn Trường nghiêm mặt nói, lúc trước khác, bây giờ khác. Các giấy tờ và thủ tục liên quan là vô cùng quan trọng, nếu như cô không hoàn thành những thứ này thì tôi làm sao dám để cô khởi công cho được. Cho dù cô có đầu tư nhiều hơn nữa thì cũng không được đâu. Dương Quan Quan nói, những thủ tục đó tôi đều đã nộp lên cả rồi, cũng không biết tại sao mà việc xét duyệt của các bộ phận có liên quan của các ông lại bỗng nhiên chậm lại. Ông Mạc, đây là các ông chuẩn bị phá hoại việc làm ăn của tôi sao? Mạc Văn Trường chỉ cười ha ha chứ không trả lời, thế nhưng biểu cảm trên mặt thì lại vô cùng rõ ràng. E rằng thị trưởng Hoàng cũng không muốn nhìn thấy ông đến phá hỏng chuyện của tôi đâu nhỉ? Dương Quan Quan thản nhiên hỏi. Thế thì cô cứ gọi điện thoại cho thị trưởng Hoàng để hỏi đi xem nào, tôi đây làm việc hợp pháp, không thẹn với lòng. Mạc Văn Trường cười khẩy và nói. Dương Quan Quan đang định với tay lấy điện thoại ra để gọi điện thoại cho Hoàng Văn Lãng thì lại nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang đi đến và còn lắc đầu với cô ấy nữa. Cô ấy khẽ ngẩn người, sau đó không rút điện thoại ra nữa. Cái tên Mạc Văn Trường này đang cố ý chống đối Hoàng Văn Lãng. Rõ ràng ông ta chính là người thuộc phe phái của Lục gia. Nếu như Dương Quan Quan gọi điện thoại cho Hoàng Văn Lãng, người ta sẽ bám vào lý do hợp lý và hợp pháp này để cãi lại, đến lúc đó Hoàng Văn Lãng cũng chẳng làm gì được mà còn bị mất mặt nữa. Tại sao Hoàng Văn Lãng có thể vượt cấp để lên làm thị trưởng của Hương Sơn? Còn không phải là đám người đó không muốn để cho ông ta cắm rễ ở tỉnh Đông Hải rồi thêm một bước kiểm soát tỉnh Đông Hải hay sao? Ông ta được đặc cách thăng chức lên Hương Sơn là bởi vì nền móng của ông ta ở đây không được sâu, hơn nữa còn có những người thuộc phe phái của Lục gia chống đối ông ta, thêm vào đó, một gia tộc quyền thế ở địa phương là Hà gia cũng có mối quan hệ không tốt với ông ta, điều này khiến cho ông ta rất khó để triển khai công việc. Công việc không được triển khai thì một cái mũ mang tên không chăm chỉ làm việc hoặc là năng lực không đủ sẽ theo lẽ tự nhiên mà ụp xuống đầu ông ta. Cho dù chỗ dựa ở phía sau muốn để cho ông ta đảm đương vai trò lớn thêm lần nữa thì cũng không thể nào làm được. Mạc Văn Trường nói, cô Dương thay đổi ý định rồi à? Rốt cuộc là cô có gọi cuộc điện thoại này không thế? Tôi còn đang đợi này. Thấy bộ dạng phách lối của Mạc Văn Trường, Dương Quan Quan chỉ muốn giáng cho ông ta vài cái bạt tai, có điều, đối phương là ông lớn nắm trong tay mảng tài nguyên này, hơn nữa còn đang cố tình ngăn chặn quá trình xét duyệt của cô ấy. Nếu như cô ấy ra tay thì chính là điển hình của việc đối lý. Đến lúc đó, số tiền mà bọn họ đầu tư vào đây có lẽ sẽ thành công cốc hết mất thôi. Ông Mạc, không biết câu lạc bộ du thuyền mà cô Dương đang đầu tư này còn có thủ tục về mảng nào chưa được thông qua thế? Tề Đẳng Nhàn mỉm cười và hỏi. Nhiều lắm, đồ các người tự nộp lên mà còn tới hỏi tôi à? Mạc Văn Trường chỉ trả lời một cách thờ ơ. Ông không nói thì chúng tôi xử lý kiểu gì chứ? Tề Đẳng Nhàn nói. Mạc Văn Trường nhún vai và nói, không xử lý được thì là chuyện của các người thôi, đầu như nhiều như thế rồi, toàn bộ đều bị chậm trễ ở chỗ này, tự mình không giải quyết được thì cũng đừng nói rằng chúng tôi cố tình làm khó. Dương Quan Quan lạnh lùng nói, con mẹ nó ông thế này không phải cố tình làm khó thì là cái gì? Lúc đầu ông đâu có nói như thế đâu.
Mạc Văn Trường nói, lúc đầu tôi nói thế nào cơ? Xin cô Dương hãy mang chứng cứ ra đây. Cô ăn nói bậy bạ, tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng đó. Đừng tưởng rằng mình có quan hệ với thị trưởng Hoàng thì có thể muốn làm gì thì làm. Đây là Hương Sơn, không phải Trung Hải, càng không phải Thượng Hải. Dương Quan Quan bị lời này làm cho tức đến mức suýt chút nữa đã vẹo cả mũi. Câu lạc bộ du thuyền này là cô ấy và Hứa Trường Ca cùng nhau đầu tư. Lúc trước khi bọn họ lấy được bến cảng này, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Thậm chí lúc đó Mạc Văn Trường còn nói bọn họ đầu tư nhiều tiền như vậy, tất nhiên là phải bật đèn xanh cho bọn họ rồi, còn bảo bọn họ yên tâm khởi công. Kết quả bây giờ lại đột nhiên dở quẻ, trực tiếp chặn lại trình tự xét duyệt của bọn họ, mang người đến kiểm soát công trường, không cho bọn họ tiếp tục thi công nữa. Lúc này Hứa Trường Ca cũng đã nhận được tin báo và tức tốc chạy đến nơi. Hứa Tổng cũng đến rồi à? Ông cũng đừng hỏi tôi nữa, đây là vấn đề của tự thân các người phải tự mình đi giải quyết. Sau khi giải quyết rõ ràng rồi, thủ tục được thông qua rồi, tôi cũng không thể nào đến ngăn chặn việc thi công của các người được nữa. Khóe miệng Mạc Văn Trường mang theo một tia chế giễu, bộ dạng không hề quan tâm. Hứa Trường Ca cau mày nói, những tài liệu đó đều do tôi đích thân giám sát, sao lại có thể có vấn đề được? Ông Mạc, hay là ông quay về xem lại đi? Mạc Văn Trường nói, tôi nói có vấn đề thì là có vấn đề. Sao nào, ông còn muốn dạy tôi cách làm việc à? Hứa Trường Ca bị lời này của ông ta làm cho sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, lời này mà nói huỵt tuệt ra thì chẳng khác nào là tôi muốn làm khó ông đấy, làm sao nào? Thế ông Mạc nói xem những thủ tục đó của chúng tôi phải làm thế nào mới có thể nhanh chóng thông qua? Hứa Trường Ca trầm giọng hỏi. Cái này à? Mạc Văn Trường lên giọng trịch thượng. Cái này đơn giản lắm, để cho tôi góp vốn là được rồi. Giọng nói của Trần Hùng Phi vang lên, hắn ta đang chậm rãi đi về phía trước, trên mặt tràn đầy ý cười. Sau khi nhìn thấy Trần Hùng Phi, vẻ mặt của Dương Quan Quan ngay lập tức trầm xuống, quả nhiên là có kẻ ngốc đến gây chuyện. Ánh mắt của Tề Đảng Nhàn rơi trên người Trần Hùng Phi, cái tên này cũng thật là kiên nhẫn. Ngày hôm đó, cái cô nữ minh tinh tên Thang Linh kia đã tự nhận là bạn gái của hắn ta và gây ra một vụ bê bối lớn như vậy ở trong bữa tiệc do Hoàng Văn Lãng tổ chức nhưng cũng không thấy hắn ta bước ra nói lời nào, thì ra là đang ấp ủ ý đồ xấu xa ở chỗ này. Tôi vô cùng quen thuộc với các thủ tục trong lĩnh vực này, nếu như mọi người cho phép tôi góp vốn thì chuyện này sẽ được hoàn thành trong vòng 3 ngày. Ông Mạc, ông nói có phải không? Trần Hùng Phi quay đầu lại và mỉm cười với Mạc Văn Trường. Mạc Văn Trường nghe vậy thì lập tức giơ ngón cái tay phải lên và nói, không sai, Trần Thiếu Đà Chủ là nhân tài nổi tiếng ở Hương Sơn chúng ta, nếu Trần Thiếu Đà Chủ bằng lòng giúp bọn họ chuyện này, đừng nói 3 ngày, e rằng 1-2 ngày là có thể giải quyết xong rồi. Hai người này kẻ tung người hứng khiến cho Dương Quan Quan có chút muốn đánh người. Anh muốn bao nhiêu cổ phần? Dương Quan Quan hỏi. Ít nhất cũng phải cho tôi đầu tư khoảng trên dưới 35% nhỉ. Trần Hùng Phi tôi đây không thích làm ăn nhỏ đâu. Trần Hùng Phi cười ha ha và nói. Cũng được, về sau tôi sẽ mở một cái hộp đêm, bảo mẹ anh tới nhảy thoát y trong vòng 35 ngày, tôi sẽ hào phóng hơn một chút, cho anh 40% cổ phần. Dương Quan Quan cười khẩy và nói. Tề Đảng Nhàn nghe thấy những lời độc ác này phát ra từ miệng của Dương Quan Quan thì vô cùng bất ngờ, rốt cuộc thư ký Dương đã học thói xấu từ ai thế hả? Bây giờ nói chuyện mà cũng hung dữ đến thế cơ à? Trần Hùng Phi quả nhiên đã bị những lời này của Dương Quan Quan làm cho tức đến cứng đờ cả mặt, hắn ta cười khẩy và đánh trả, nếu như cô Dương bằng lòng đến nhảy thoát y ở hộp đêm của Long Môn chúng tôi thì tôi có thể cân nhắc đến việc giúp đỡ mà không cần góp vốn. Hứa Trường Ca ho khan một tiếng và nói, thiếu đà chủ, chúng ta đâu có thủ oán gì đâu nhỉ? Lúc ở võ đường chiến thiên cậu còn bằng lòng nói đỡ cho tôi mà. Trần Hùng Phi nhún vai và nói, tôi đã cảnh cáo ông từ sớm rồi, đừng có hợp tác với đồ đệ của cái tên phản quốc này, cơ mà ông đâu có nghe. Bây giờ còn trách tôi à? Tề Đảng Nhàn nói với vẻ âm u, nhóc con, ăn nói chú ý một chút, cẩn thận chết ở trong tay người khác đấy. Ha ha ha, cái tên họ Tề đấy dám đến Hương Sơn à? Nơi này có nhiều cao thủ như vậy, nếu như hắn dám đến đây... Ông đây sẽ trực tiếp vặn cái đầu chó của hắn xuống để làm bóng đá.
Trần Hùng Phi cười lớn với vẻ khinh thường và nói. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ, được thôi, đến lúc đó nếu như anh đây không hành chết được mày thì anh sẽ tự vặn đầu xuống để tặng cho mày. Dưới góc nhìn của Trần Hùng Phi, Tề Đẳng Nhàn bây giờ chẳng khác nào một con chuột lang cả, ở nước ngoài kéo dài hơi tàn là được rồi. Dám quay về Hoa Quốc á, còn không đấm vỡ cái đầu chó của hắn hay sao? Hứa Trường Ca cũng biết Trần Hùng Phi không có ý tốt, chỗ cổ phần này tuyệt đối không thể chia cho hắn ta được. Có điều, ông đã đầu tư tất cả tài sản của mình vào trong câu lạc bộ du thuyền này rồi, Dương Quan Quan cũng đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào đó, nếu như thực sự bị bóp chẹt thì ông sẽ mất hết tất cả. Lần đầu tư này chính là tham vọng của Hứa Trường Ca, kiếm tiền nhờ vào câu lạc bộ này chỉ là một phần, mục đích quan trọng nhất chính là tạo ra một vòng kết nối hàng đầu, để tất cả những nhân vật hàng đầu ở Hương Sơn đều tham gia vào câu lạc bộ này. Sao nào, không nỡ buông bỏ chút cổ phần đó trong tay các người à? Yên tâm đi, Trần Hùng Phi tôi cũng sẽ không ăn không uống không, tôi sẽ đưa tiền cho các người. Trần Hùng Phi cười nói. Đừng có mà nằm mơ, Dương Quan Quan lạnh lùng nói. Mạc Văn Trường thở dài một hơi và nói, Trần Thiếu Đà Chủ có ý tốt muốn giúp các người lại từ chối cậu ấy như thế. Hai, đúng thật là ngu ngốc hết thuốc chữa. Tề Đẳng Nhàn nhìn Mạc Văn Trường và đột nhiên nói, tốt nhất là ông hãy nhớ kỹ những lời mà hôm nay mình đã nói, đến lúc đó đừng đến kêu ông gọi bà là được rồi. Mạc Văn Trường cười phá lên, chỉ vào mặt mình và nói tôi. Cầu xin các người á, các người cũng xứng à, đúng là một lời nói đùa cạch cỡm. Mạc Văn Trường là người thuộc phe phái của Lục gia. Tề Đẳng Nhàn đang chuẩn bị thông qua Lục Quy Hải để cho Hoàng Văn Lãng một cơ hội múa đao chém lợn. Nếu như đám người thuộc phe phái của Lục gia ngoan ngoãn làm việc thì không sao, còn muốn xử lý đám gây chuyện à, với tính cách sát phạt quyết đoán của Hoàng Văn Lãng, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Ngọn lửa đầu tiên của Hoàng Văn Lãng đã được châm ngòi bởi việc Hoàng Kỳ Bân bị đánh đến chấn động não, đòn giáng vào phe phái của Lục gia lần này chính là ngọn lửa thứ hai của ông ta sau khi nhậm chức. Lời của tôi bất cứ lúc nào cũng có giá trị, nếu như các người nghĩ thông rồi thì có thể đến tìm tôi bàn bạc bất cứ lúc nào. Trần Hùng Phi cười nói. Trước khi tôi nhìn thấy mẹ anh đến hộp đêm để nhảy thoát y thì anh đừng có mơ. Dương Quan Quan nhàn nhạt nói. Trần Hùng Phi cười khẩy và nói, cô muốn chọc tức tôi à? Muốn tôi ra tay với cô à? Cô tự tin đến vậy sao? Có điều... Cô cũng dùng cái óc lợn đó của mình mà suy nghĩ xem tôi có thân phận gì, cô có địa vị gì đi. Nếu như tôi ra tay với cô thì không đơn giản như vậy đâu. Cả cái Hương Sơn sẽ không còn chỗ cho cô dung thân dâu. Dương Quan Quan nói, thử xem. Trần Hùng Phi cũng không lên tiếng trả lời, bây giờ phe bản địa của Hương Sơn và phe ngoại lai của Hoàng Văn Lãng đang ở trong giai đoạn phân cao thấp. Dương Quan Quan rất thân thiết với Hoàng Văn Lãng, lúc này cũng không thích hợp để xảy ra xung đột quá lớn với cô ấy, tránh cho Hoàng Văn Lãng mượn gió bẻ măng và tìm ra lỗ hổng để phá vỡ cục diện. Mọi người chỉ cần liên kết với nhau một cách ổn định, dùng mọi thủ đoạn để khiến cho đám người đó không thoải mái là được, không cần thiết phải làm to chuyện, một thời gian sau, phía Hoàng Văn Lãng sẽ tự lục đục nội bộ. Còn có mày nữa, thằng mập chết tiệt. Tao mong chờ sự xuất hiện của mày vào hôm diễn ra đại hội võ đạo đấy, để tao xem này có tư cách gì mà khiêu chiến với Chiến Phi. Trần Hùng Phi giơ tay ra chỉ vào Tề Đẳng Nhàn, cười khẩy và nói. Cái đầu của mày không đáng giá đến vậy đâu, Tề Đẳng Nhàn lại nói. Trần Hùng Phi cũng có chút không hiểu câu nói này của hắn có ý nghĩa gì, cơ mà hắn ta cũng không thèm nghĩ nhiều mà trực tiếp xoay người rời đi. Trần Hùng Phi cũng đâu phải Quý Khải. Cái đầu của hắn ta đâu có đáng giá như vậy, hơn nữa cái tên này làm cho Tề Đẳng Nhàn có chút chán ghét, đến lúc đó thuận tay đấm vỡ cái đầu chó của hắn ta là được rồi. Mạc Văn Trường cũng thản nhiên nói, các người tự nghĩ cho kỹ đi, tôi cũng quay về làm việc đây. Trước khi thủ tục được chính thức thông qua xét duyệt, cấm không được khởi công, nếu không thì tôi sẽ truy cứu nhiều trách nhiệm hơn nữa từ chỗ các người. Đợi đến khi bọn họ đều đi cả rồi. Hứa Trường Ca mới để lộ ra một vẻ mặt lo lắng. Mấy cái đám thế lực bản địa của Hương Sơn này liên kết chặt chẽ quá, cho dù là thị trưởng Hoàng cũng khó có thể tìm được cơ hội để lợi dụng. Bọn chúng cố ý làm khó chúng ta, có lẽ chính là muốn ra oai phủ đầu với thị trưởng Hoàng. Hứa Trường Ca thở dài một hơi,
xoa xoa huyệt thái dương của mình và nói. Trần Hùng Phi và cái tên Mạc Văn Trường kia có quan hệ chặt chẽ, Mạc Văn Trường là người thuộc phe phái của Lục gia, ông ta cố tình bóp chẹt chúng ta thực sự không thể làm gì được ông ta cả. Dương Quan Quan quay đầu lại nhìn Tề Đẳng Nhàn và hỏi, làm thế nào bây giờ? Hứa Trường Ca thấy Dương Quan Quan quay đầu lại hỏi Tề Đẳng Nhàn thì không khỏi có chút kinh ngạc. Cái tên mập này có địa vị quan trọng như vậy ở trước mặt Dương Quan Quan từ bao giờ thế? Yên tâm, tôi sẽ thông qua chuyện của Long Phi Vũ để hành động một chút, cho thị trưởng Hoàng có lý do để khai đao. Đến lúc đó đám người thuộc phe phái của Lục gia sẽ không thể nhảy nhót được nữa đâu. Chúng ta lấy cái tên Mạc Văn Trường này làm điển hình là được rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ xử lý ông ta đầu tiên. Tề Đẳng Nhàn cười khẩy, giọng nói kinh thường. Mạc Văn Trường có quan hệ gần gũi với Long Môn Hương Sơn như vậy, Hoàng Văn Lãng chắc chắn sẽ không vừa mắt ông ta, dù sao thì ở tiệc sinh nhật của Hoàng Tình Ca lần trước, Hà Gia đã mời cả Trần Hùng Phi đến để tặng quan tài. Một nhân vật lớn như Hoàng Văn Lãng bị người khác làm cho xấu hổ như vậy, trong lòng có thể không ghi thù mới là chuyện lạ. Thực ra cũng có thể mời lão Lôi ra mặt mà, không cần phải phiền phức đến như vậy đâu, Dương Quan Quan nói với vẻ trầm ngâm. Chớ có thấy Lôi ra đang rất nở mày nở mặt, thực ra bọn họ cũng đang ở trong giai đoạn nhạy cảm nhất đấy. Lôi Thiên Tứ đã lớn tuổi rồi, hai đứa con trai thì lại bệnh tật. Địa vị của Lôi gia ở Hương Sơn hơn người như vậy, không thể nào có chuyện không có ai đố kỵ. Cô cho rằng tại sao Lôi gia lại khiêm tốn đến như vậy? Còn không phải bọn họ sợ sẽ xảy ra chuyện gì hay sao? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu và kể cho hai người nghe về tình hình gần đây của Lôi gia, hắn thở dài, nói không chừng bố cục phong thủy chết chóc Sơn Hải Táng Long của Lôi gia là do một ông trùm nào đó bí mật ra lệnh chăng? Nếu như ông trùm ngoại quốc muốn báo thù thì làm gì có tài nguyên để mời một bậc thầy phong thủy lợi hại như vậy đến bố trí chứ? Dương Quan Quan cũng đã biết về tình hình của Lôi gia từ trong miệng Tề Đẳng Nhàn, sau khi nghe được những gì hắn nói, cô ấy cũng cảm thấy khá là hợp lý. Hương Sơn là một đô thị quốc tế nhạy cảm, lại còn là thủ đô tài chính, Lôi gia vốn đã là vị vua không ngai của Hương Sơn, nếu như lại còn thường xuyên hoạt động ở bên ngoài, bày ra tư thế của hoàng đế nơi đây. E rằng những ông trùm ở Bắc Kinh kia sẽ không vui lòng nhìn thấy đâu nhỉ. Chú hứa, tôi biết chú đã đầu tư rất nhiều tâm huyết vào câu lạc bộ du thuyền này. Yên tâm đi, nó sẽ không bị chôn vùi đâu. Tề Đẳng Nhàn vỗ vai Hứa Trường Ca và nói. Cảm ơn nhé, Hứa Trường Ca cười gượng và nói. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nhìn Hứa Trường Ca vài cái và nói, chú có hứng thú với việc trở thành ông chủ của Long Môn Hương Sơn không? Hứa Trường Ca nghe thấy vậy thì vô cùng sợ hãi và nói đùa cái gì thế? Hai bố con Trần Bá Hạ, Trần Hùng Phi đã nắm giữ Long Môn Hương Sơn nhiều năm như thế rồi, tôi có tài cán gì mà thay thế được bọn họ chứ? Tề Đẳng Nhàn nói, hai bố con nhà họ sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Tổng hội Long Môn đã không hài lòng với Long Môn Hương Sơn từ lâu rồi, huống chi bọn họ còn làm trái nguyện vọng của Tổng hội mà bắt tay với Hồng Bang để làm ra cái gọi là Đại hội Võ Đạo nữa. Hứa Trường Ca nghe thấy vậy thì miệng lưỡi không khỏi khô khốc, ông hỏi, Tiểu Lý à, rốt cuộc cậu có lai lịch gì thế? Sao tôi lại cảm thấy con người cậu rất nguy hiểm thế nhỉ? Dương Quan Quan phì cười một cái, cảm thấy con mắt nhìn người của Hứa Trường Ca thật là chuẩn xác, cái tên này đâu chỉ là kẻ nguy hiểm, bây giờ hắn còn là phần tử khủng bố cơ mà. Tề Đẳng Nhàn cười nói, tìm chỗ nào ngồi xuống vừa uống trà vừa nói chuyện đi. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói chuyện với Hứa Trường Ca một hồi, sau đó bảo ông yên tâm quay về nhà chờ đợi tin tức là được rồi, bảo đảm rằng có hắn ở đây rồi, câu lạc bộ du thuyền chắc chắn sẽ không thất bại. Không nói đến cái khác, chỉ nói riêng việc Dương Quan Quan đã đầu tư nhiều tiền như vậy vào đó rồi, hắn cũng phải dốc sức một chút mới được. Để cho người như Hứa Trường Ca đảm nhận cương vị giám đốc của Long Môn Hương Sơn, ông ấy liệu có thể làm được không? Sau khi Hứa Trường Ca đi rồi, Dương Quan Quan hỏi, tôi cảm thấy người này quá nho nhã, không đủ tàn bạo. Mềm mỏng một chút cũng được, nơi như Hương Sơn cần một người có tính cách ôn hòa một chút chứ không phải một người suốt ngày muốn gây chuyện. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Dù sao thì độ chú ý của thành phố Hương Sơn này cũng được đặt ở đó, một chút sai lầm cũng sẽ bị người khác cố ý phóng đại. Tính cách của Hứa Trường Ca ôn hòa,
đối xử với người khác nho nhã, chính là ứng cử viên hoàn hảo trong cảm nhận của Tề Đẳng Nhàn. Dương Quan Quan nở nụ cười giả tạo và nói, con rể đang khen bố vợ đấy à? Càng khen càng ra sức nha. Tề Đẳng Nhàn nói, cô đừng nói lung tung, tôi chỉ đơn giản là cảm thấy con người của ông ấy không tệ mà thôi, không liên quan gì đến con gái của ông ấy cả. Đương nhiên Dương Quan Quan biết giữa Tề Đẳng Nhàn và Hứa Ước Ngọc không có gì phức tạp cả, thế nhưng cô ấy vẫn muốn soi mói chuyện này, dù sao thì chuyện của Từ Ngạo Tuyết có như thế nào cũng khiến cho cô ấy có cảm giác như bị mắc xương cá ở cổ họng vậy. Ha ha, Dương Quan Quan mỉm cười. Không tin thì cô xem đi, Tề Đẳng Nhàn hào phóng đưa điện thoại của mình ra, dùng tay trái để mở khóa. Đừng tưởng rằng tôi không biết đây là giao diện làm ăn. Phân tay của tay phải và tay trái khi mở khóa sẽ ra kết quả không giống nhau. Dương Quan Quan nói. Tề Đẳng Nhàn bĩu môi một cái, khóa màn hình lại rồi lại dùng tay phải để mở khóa. Không nói cho cô biết rằng toàn bộ bí mật của anh đây đều được giấu ở trong ngón tay út đâu. Dương Quan Quan không đưa tay ra đón lấy điện thoại của hắn và nói, được rồi, tôi nói đùa với anh mà thôi, hà cớ gì phải làm những chuyện này chứ. Tề Đẳng Nhàn cười hì hì cất điện thoại vào trong túi và nói, nhân phẩm của tôi vẫn đáng để tin tưởng mà. Chó nhìn thấy cũng phải lắc đầu, Dương Quan Quan lại đưa ra nhận xét nói trúng tim đen của hắn. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy quan hệ giữa mình và Dương Quan Quan thật sự đã bị đảo lộn rồi, trước kia hắn có thể tùy tiện bắt nạt cô ấy, nhưng bây giờ hắn lại sắp bị áp chế ngược lại rồi. Có điều, bây giờ EQ của anh đây đã được cải thiện rồi, chút chuyện nhỏ này ấy mà. Nhẫn nhịn là được rồi. Sau khi về tới biệt thự mà Dương Quan Quan mua ở Hương Sơn, Tề Đẳng Nhàn nhận được điện thoại của Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long nói thẳng, chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng để giúp anh minh oan rồi, chỉ có điều bây giờ anh vẫn đang mang tội danh là phần tử khủng bố, nếu như tung ra ngay lập tức thì có lẽ cũng không có tác dụng gì nhiều. Không vội đâu, các cô tung nó ra vào cuối tháng này là được rồi. Tề Đẳng Nhàn nói với giọng bình tĩnh. Tôi không biết anh định giở trò quái quỷ gì nhưng mong rằng anh sẽ đáng tin hơn một chút, nếu không thì mọi người đều sẽ phí công vô ích. Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nói. Yên tâm đi, Tề Đẳng Nhàn không lại nhải với cô ấy nữa, tôi đang ngắm biển, đang bận, lát nữa nói sau đi. Hắn vội vàng cúp điện thoại. Tề Đẳng Nhàn thực sự đang ngắm biển cả bao la, sóng lớn cuồn cuộn. Lúc này... Tiếng kêu yêu kiều đã kìm nén từ lâu của Dương Quan Quan mới khéo léo phát ra và vang vọng không ngớt. Ngọc Tiểu Long gọi điện thoại cho anh à, cô ấy nói gì thế? Dương Quan Quan hỏi, cô ấy lấy khăn tắm lau khô mái tóc ngắn ướt át của mình, trong đôi mắt dịu dàng toát ra một thứ được gọi là sóng thu quyến rũ. Chuẩn bị rửa sạch tội danh phản quốc cho tôi, nói là đã thu thập đủ chứng cứ rồi. Tề Đẳng Nhàn nói. Lúc sớm thì làm gì thế hả? Ánh mắt của Dương Quan Quan bỗng lạnh đi, cô ấy nói với giọng vô cùng không vui. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy thế thì cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, tình cảm của Dương Quan Quan đối với Lục Chiến Long rất sâu nặng, dù sao thì anh ta cũng là người đại ca mà cô ấy tôn trọng từ tận đáy lòng. Có điều, tình hình lúc đó quá đột ngột, hơn nữa, những tội danh đó cũng là do Lục Chiến Long tự mình chủ động gánh vác. Lại thêm đám người Viên gia cùng với nhân vật chủ chốt như Triệu Man Nhi lại đột nhiên lật lọng, trực tiếp khiến cho người của phe Phó Phong Vân trở tay không kịp. Tề Đẳng Nhàn nói, cũng không cần phải oán hận quá sâu nặng làm gì, chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình đi. Chỉ khi mài thanh đao của mình đủ sắc thì mới có tư cách để đi sát phạt mọi chuyện bất bình ở trên đời. Hắn giơ tay ra ôm lấy thư ký Dương đang có chút buồn bã. Hay nói đúng hơn thì bây giờ hắn đã không còn có thể gọi cô ấy là thư ký Dương nữa rồi, người ta đã từ chức khỏi tập đoàn Hướng Thị rồi, bây giờ đang tự mình quản lý Dương gia ở Thượng Hải, nên gọi cô ấy là Dương Đại Phú Bà rồi. Dương Quan Quan bèn nói, nếu như anh đi đến nước Thiên Chủ thì có thể dẫn tôi đi xem được không? Tôi chỉ muốn có nhiều thời gian hơn để ở bên anh mà thôi. Tề Đẳng Nhàn trả lời, cô vẫn phải để mắt đến Hương Sơn bên này mới được. Nếu như cô chạy theo tôi đến nước Thiên Chủ thì chú Hứa chẳng phải sẽ sốt ruột đến chết hay sao? Để lần sau đi, lần sau có cơ hội, tôi sẽ đưa cô đi thăm giáo đường huy hoàng nhất trên thế giới, để cho giáo hoàng đến chúc phúc cho chúng ta. À, được, Dương Quan Quan đã bị câu nói cuối cùng của hắn lừa đến thần hồn điên đảo,
cô ấy dụi đầu vào trong lòng hắn, trên mặt tràn đầy sự hạnh phúc và khát khao. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng, không phải anh đây không muốn đưa cô đi mà là vì tôi đã hẹn trước với Vân Uyển rồi. Ngày hôm sau, Tề Đẳng Nhàn lại nhận được điện thoại của Giang Khuynh Nguyệt. Có điều, câu nói xin chào của đối phương lại là giọng của đàn ông. Ấy, em gái cao kiều nhanh như vậy mà đã tìm được bạn trai mới rồi à? Tề Đẳng Nhàn bỗng chốc ngẩn người, cảm thấy liệu có phải em gái cao kiều cố tình bảo bạn trai của cô ta gọi đến để thị uy hay không? Có phải anh Lý Bán Nhàn đó không? Tôi là ông chủ của cô Giang Khuynh Nguyệt, Trịnh Hữu Bân, là cô ấy bảo tôi gọi điện thoại cho anh. Giọng nói của Trịnh Hữu Bân truyền đến từ ống nghe, nghe có vẻ đang rất vội vàng. Tề Đẳng Nhàn hỏi, ồ, thì ra là cậu à, có chuyện gì không? Trịnh Hữu Bân lập tức nói với giọng vô cùng vội vã, chuyện là thế này, tối hôm qua Giang Tiểu Thư đã xảy ra chút chuyện và bị người khác dùng xe đâm phải. Cái gì? Tề Đẳng Nhàn nghe thấy vậy thì không khỏi cau mày, bây giờ tình hình thế nào rồi? Trịnh Hữu Bân nói, tối hôm qua Giang Tiểu Thư đã đến tham dự tiệc sinh nhật của một minh tinh, vì vấn đề ở bên phim trường nên cô ấy đã đến muộn vài phút và bị bắt quỳ trước cửa cả tiếng đồng hồ. Cô ấy không muốn nuốt xuống cục tức này nên đã trực tiếp quay đầu bỏ đi, kết quả ở trên đường lại bị xe đâm. Hôm qua cô ấy đã hôn mê ở trong bệnh viện suốt cả một đêm, mãi đến sáng sớm ngày hôm nay mới vừa tỉnh lại. Càng đáng giận hơn là, các bác sĩ ở trong bệnh viện, không có lấy một ai bằng lòng kiểm tra và chữa trị cho cô ấy. Cô ấy cũng hết cách rồi nên mới bảo tôi gọi điện thoại cho anh. Tề Đẳng Nhàn nói, được. Tôi sẽ đến đó ngay đây, ở bệnh viện nào thế? Nhân tiện nói cho tôi nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì. Trịnh Hữu Bân giải thích ngắn gọn một lượt tình hình qua điện thoại, khiến cho Tề Đẳng Nhàn nổi trận lôi đình, con mẹ nó thật là quá đáng. Hôm qua Giang Khuynh Nguyệt đã theo lịch hẹn mà đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của một nữ minh tinh tên là Tống Diệu, bởi vì phải ở lại phim trường quay bù một vài cảnh quay nên đã đến muộn mất vài phút. Kết quả là nữ minh tinh kia lại bắt cô ta quỳ ở trước cửa 2 tiếng đồng hồ. Dù sao Giang Khuynh Nguyệt cũng từng là con gái của phó giám đốc Long Môn Thượng Hải, tính khí cao ngạo, sao có thể chấp nhận loại chuyện như thế được. Vậy nên cô ta đã trực tiếp quay đầu bỏ đi. Sau đó cô ta đã bị xe đâm và hôn mê ngay tại chỗ, được Trịnh Hữu Bân đưa đến một bệnh viện tư nhân tên là Ái Khang. Sau khi đến được bệnh viện, bác sĩ nói vấn đề không nghiêm trọng. Chỉ là gãy xương và bầm tím mà thôi, quan sát thêm một chút rồi sẽ sắp xếp phẫu thuật. Kết quả là lại kéo dài cả một đêm như thế, hỏi bác sĩ mấy lần, bác sĩ đều nói mấy lời nhảm nhí như quan sát. Trịnh Hữu Bân cũng không hiểu gì về y thuật, chỉ có thể kiềm chế sự lo lắng mà tiếp tục chờ đợi, đợi mãi đến sáng sớm, bệnh viện bên này lại nói là bọn họ không chữa trị vết thương này nữa, bảo Trịnh Hữu Bân lựa chọn bệnh viện khác. Điều này làm cho Trịnh Hữu Bân nổi khùng ngay tại chỗ, có điều, vết thương của Giang Khuynh Nguyệt quan trọng hơn nên cậu ta đã ngay lập tức chuẩn bị chuyển viện. Kết quả viện trưởng Ngô của bệnh viện lại nói rằng muốn chuyển viện thì tự đi mà lái xe đến. Trịnh Hữu Bân kìm nén cơn giận dữ và chuẩn bị chuyển Giang Khuynh Nguyệt đến một bệnh viện khác, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra rằng có rất nhiều kẻ giống như côn đồ đang ở bên ngoài bệnh viện. Vừa hay lúc này Giang Khuynh Nguyệt đã tỉnh lại rồi nên đã bảo Trịnh Hữu Bân gọi điện thoại cho Tề Đẳng Nhàn để xin giúp đỡ. Tề Đẳng Nhàn vẫn cảm thấy khá là áy náy vì lần trước mình và Giang Khuynh Nguyệt đã cãi nhau rồi tan rã trong không vui, vậy nên khi đến cửa bệnh viện, hắn đã tiện thể mua một bó hoa. Trịnh Hữu Bân đã lo lắng chờ đợi ở cổng chính từ lâu rồi, vừa thấy Tề Đẳng Nhàn đi đến, cậu ta lập tức đi lên chào đón. Lý Tổng, cuối cùng anh cũng đến rồi. Người của cái bệnh viện bất lương này thật là không có đạo đức, kéo dài suốt cả một đêm. Bây giờ ở bên ngoài lại có nhiều tên côn đồ đến như vậy, tôi thực sự hết cách rồi. Trịnh Hữu Bân kéo cánh tay của Tề Đẳng Nhàn và nói, trên đầu toát đầy mồ hôi. Em gái cao kiều đâu? Tình hình như thế nào rồi? Tề Đẳng Nhàn cau mày nói. Tình hình của Giang Tiểu Thư vẫn ổn định nhưng mà phải nhanh chóng làm phẫu thuật mới được. Trịnh Hữu Bân vội vàng nói rồi dẫn Tề Đẳng Nhàn đi lên trên tầng. Tề Đẳng Nhàn vừa mới bước vào trong phòng bệnh thì đã nhìn thấy Giang Khuynh Nguyệt đang nằm trên giường bệnh với bộ quần áo dính máu. Giang Khuynh Nguyệt thấy hắn đến rồi, đôi mắt đẹp lập tức đỏ bừng lên, ấm ức đến suýt khóc.
Tề Đẳng Nhàn trước tiên là cẩn thận kiểm tra vết thương của cô ta một chút, hắn khẽ thở phào một hơi và nói, vết thương không nghiêm trọng lắm, cô không cần lo lắng, tôi sẽ ngay lập tức sắp xếp việc chữa trị cho cô. Trong lúc nói chuyện, hắn đặt bó hoa lên trên cái tủ ở chỗ đầu giường của Giang Khuynh Nguyệt. Nước mắt của Giang Khuynh Nguyệt lại ngay lập tức rơi xuống. Ấy, sao cô lại khóc rồi? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Bây giờ anh mới biết tặng hoa cho tôi à? Giang Khuynh Nguyệt ấm ức nói, sao hôm đó không biết đường mà tặng đi? Cô muốn hoa thì cô nói thẳng ra đi chứ. Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười, cảm thấy suy nghĩ của cô gái này đúng thật là kỳ lạ. Đã bị xe đâm thành bị thương như thế này rồi mà lúc này còn lăn tăn chuyện hoa với chả không hoa. Giang Khuynh Nguyệt hít sâu vào một hơi và nói, tôi muốn có hoa, nhưng tôi sẽ không nói với anh rằng tôi muốn có hoa. Tôi không muốn bởi vì tôi muốn có hoa nên anh mới tặng tôi hoa. Mà tôi muốn bởi vì anh muốn tặng tôi hoa nên mới tặng tôi hoa. Anh có hiểu không? Thấy Giang Khuynh Nguyệt lại bắt đầu lèm bèm liên tục, Tề Đẳng Nhàn ở bên cạnh mắt chữ A mồm chữ O. Một lúc lâu sau, hắn không nhịn được mà lẩm bẩm, cô muốn cái quần què ấy chứ muốn. Đôi tai của Giang Khuynh Nguyệt lại rất nhanh nhẹn, cô ta ngay lập tức nghe thấy và tức giận nói, anh nói cái gì cơ? Tề Đẳng Nhàn xua xua tay và nói, không không không, chúng ta hãy giải quyết chuyện chính trước đi, chuyện gãy xương của cô, tôi có thể giải quyết. Mau lên đi, sao các người vẫn chưa chuyển người đi thế hả? Số lượng giường bệnh của bệnh viện có hạn, đừng có ở đây làm con chó trong máng cỏ nữa. Ngay khi Giang Khuynh Nguyệt chuẩn bị nổi giận thì có người đã đến cứu cánh cho tên đàn ông cặn bã này, đó chính là viện trưởng Ngô của bệnh viện Ái Khang. Viện trưởng Ngô này là một người phụ nữ hơn 50 tuổi, mái tóc xoăn như mì ăn liền, trên sống mũi có đeo một cặp kính mắt. Trịnh Hữu Bân tức giận nói, họ Ngô kia, bà đừng có mà quá đáng. Cố ý kéo dài bệnh tình của Giang tiểu thư, kết quả lại nói một câu không chữa được. Bảo các người sắp xếp cáng cứu thương và xe cứu thương, các người cũng một mực từ chối, rốt cuộc là có ý gì? Viện trưởng Ngô phì cười một cái và nói, có ý gì à? Tự thân các người không có mắt nhìn, dám đắc tội với người không nên đắc tội, còn hỏi tôi có ý gì à? Tề Đẳng Nhàn không nói gì mà chỉ cúi người xuống cầm chiếc khăn mặt lên rồi gấp lại, sau đó nhét vào trong miệng Giang Khuynh Nguyệt. Giang Khuynh Nguyệt bỗng chốc ngẩn người, sau đó trợn to mắt lên. Nhưng Tề Đẳng Nhàn đã kéo cánh tay bị thương của cô ta lên, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, xương cốt đã lại lần nữa trở về chỗ cũ. Giang Khuynh Nguyệt đang nằm ở trên giường thì đau đến suýt chút nữa đã bật dậy, trên trán toát ra mồ hôi thấm ướt miệng vết thương còn chưa khép lại, làm cho cô ta đau đến cả người run rẩy. Yo, không ngờ rằng cái tên nhóc này cũng có chút tài năng đấy. Biết cả nắn xương cơ à? Cơ mà cậu biết nắn xương thì có sao chứ, nắn xong xương rồi, đến lúc đi ra khỏi bệnh viện thì lại bị đánh gãy thôi. Viện trưởng Ngô Tranh chua cay nghiệt nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đã nối xong xương tay cho Giang Khuynh Nguyệt chỉ trong chốc lát thì không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác, sau đó lại bật cười với vẻ chế nhạo. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại, sắc mặt đã trở nên tối sầm, hắn lạnh lùng nói, bệnh viện là nơi chữa bệnh cứu người, cô ấy đã bị thương, tại sao các người lại không chữa trị? Còn nữa, cho dù có chuyển viện thì tại sao lại từ chối việc dùng xe cứu thương để đưa cô ấy đi? Đây là chuyện mà bệnh viện các người nên làm à? Viện trưởng Ngô hừ lạnh một tiếng và nói, cậu đang sủa cái gì thế hả? Dạy tôi cách làm việc à, cậu còn chưa có tư cách đó đâu. Đây là bệnh viện mà tôi mở ra, tôi muốn sắp xếp như thế nào thì sắp xếp thế đó. Nếu cậu có ý kiến thì tại sao lúc đầu lại đưa người vào đây? Tôi mở bệnh viện, tôi cứ không cứu cô ta đấy, muốn chuyển viện, tôi cũng không cho xe cứu thương đưa đi đấy. Ấy, sao nào? Tôi cứ thích thế đấy. Câu nói này của viện trưởng Ngô khiến cho hai người là em gái Cao Kiều và Trịnh Hữu Bân đều tức đến mức suýt chút nữa đã vẹo cả mũi. Giang Khuynh Nguyệt là người bị hại trực tiếp, mà Trịnh Hữu Bân cũng có thể nói là người bị hại gián tiếp, dù sao thì công ty giải trí của Trịnh gia đã đầu tư nhiều như vậy vào trên người cô ta, nếu bởi vì chút chuyện ngoài ý muốn này mà bị hủy hoại, vậy há chẳng phải là sẽ mất hết vốn liếng hay sao? Bây giờ, mau chóng cút đi cho tôi. Đừng có ở lì trong bệnh viện của chúng tôi nữa. Nhân tiện thanh toán cả 20 vạn tiền viện phí đi. Viện trưởng Ngô khoanh hai tay lại,
cười khẩy và nói. Phía sau lưng bà ta đột nhiên xuất hiện một đám bảo vệ của bệnh viện, ai nấy đều béo tốt săn chắc, vừa nhìn đã biết là rất giỏi đánh nhau. Trịnh Hữu Bân tức giận nói, cái gì? 20 vạn, bệnh viện của các người đã làm gì rồi chứ? Tôi không truy cứu việc các người cố tình kéo dài bệnh tình là đã khá lắm rồi, thế mà còn dám lừa gạt tôi à? Viện trưởng Ngô cười khẩy và nói, hôm qua lúc cậu đưa cô ta vào đây, chúng tôi đã bỏ ra cáng cứu thương, bỏ ra nhân công mà. Sau đó còn mở cả máy thở nữa, mặc dù không dùng đến nhưng những thứ này đều là tiền chứ là gì. 20 vạn, không được thiếu một cắc, nếu như các người dám không đưa tiền thì hôm nay tôi sẽ đánh gãy chân các người ở đây. Chỗ này của bà là xã hội đen hay là bệnh viện thế hả? Tề Đẳng nhàn nhàn nhạt hỏi. Bệnh viện Ái Khang của chúng tôi chính là như vậy đấy, chúng tôi trâu bò như thế đấy, sao nào? Tôi mở ra bệnh viện, tôi đặt ra quy định đấy. Viện trưởng Ngô nói với giọng phách lối. Trên mặt Tề Đẳng nhàn hiện ra một nụ cười, hắn nói, thế thì bệnh viện này cũng không cần mở nữa đâu. Viện trưởng Ngô nghe thấy vậy thì lập tức cười phá lên với giọng càn rỡ và nói, cậu cho rằng mình là ai chứ? Cậu có biết bệnh viện Ái Khang của chúng tôi mỗi năm đóng góp bao nhiêu tiền thuế cho Hương Sơn không? Cậu là cái thá gì mà nói không cho mở là không cho mở? Đám người ở bên cạnh viện trưởng Ngô cũng nhao nhao nở nụ cười khinh bỉ. Những năm nay, bệnh viện Ái Khang đã làm ra rất nhiều chuyện rồi. Rất nhiều sản phụ đã xảy ra chuyện trong khi sinh con ở đây. Thậm chí có gia đình còn dương biểu ngữ chuẩn bị nhảy lầu, cuối cùng chẳng phải đều đã giải quyết ổn thỏa hay sao? Đưa em gái Cao Kiều đến bệnh viện khác để làm kiểm tra trước đã, nếu như vết thương có tình huống gì mới thì bệnh viện này sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Tề Đẳng nhàn nói với Trịnh Hữu Bân. Được, Trịnh Hữu Bân vội vàng đồng ý. Viện trưởng Ngô phì cười và nói, giao 20 vạn tiền viện phí ra đây đã rồi hẵng đi. Nếu không thì đừng có trách thuộc hạ của tôi ra tay độc ác. Tề Đẳng nhàn mất kiên nhẫn mà đi lên phía trước, giáng xuống một cái bạt tai và đánh con mụ già đang lải nhải không ngớt này ngã văng ra đất. Viện trưởng Ngô ngã xuống đất rồi trực tiếp ngây ngẩn cả người, bà ta ôm lấy mặt mình, đầu óc mơ hồ. Đám bảo vệ ở sau lưng lấy lại tinh thần, đang định động thủ thì Tề Đẳng nhàn lại nói, kẻ nào dám ra tay thì tôi sẽ cho kẻ đó đi chết. Giọng nói của hắn rất bình tĩnh nhưng lại mang theo một sự uy nghiêm và sát khí khiến cho người khác phải kinh sợ. Cái thứ gọi là khí chất này vô cùng huyền diệu. Nhưng khí chất ở trên người Tề Đẳng nhàn bây giờ lại có thể khiến cho người khác cảm nhận được sâu sắc. Những tên bảo vệ này cũng coi như là những người đã từng gặp qua rất nhiều cảnh đời, bọn họ ngay lập tức bị câu nói này làm cho chấn động, ai nấy đều có cảm giác sởn gai ốc. Tề Đẳng nhàn thuộc vào loại người quan công không mở mắt. Cứ hễ mở mắt là sẽ lại giết người. Giống với Tề Bất Ngữ, thường ngày trông thì có vẻ lịch sự và hòa nhã, nhưng nếu như thực sự nổi giận và ra tay thì sẽ vô cùng đáng sợ. Hắn chỉ dùng một câu nói đã dọa cho đám bảo vệ kia ai nấy đều tái mét mặt mũi và không dám ra tay với hắn nữa. Thằng khốn nạn, mày lại dám động thủ với tao à? Viện trưởng Ngô ngồi dưới đất khóc lóc om sòm và điên cuồng giống lên. Tề Đẳng nhàn quay đầu lại và lạnh lùng nói, con mụ chanh chua kia, bà câm miệng lại cho tôi, nếu không thì tôi sẽ khiến cho bà cả đời này cũng không mở miệng được nữa. Lúc này viện trưởng Ngô đã nổi trận lôi đình rồi nên hoàn toàn không thèm để ý đến những lời uy hiếp này của Tề Đẳng nhàn, bà ta tiếp tục kêu gào, con đàn bà của mày đã đắc tội với thái tử của Hòa Liên Thắng, mày đừng mong sẽ được sống yên ổn. Thái tử của Hòa Liên Thắng, hắn là cái thá gì cơ chứ? Tề Đẳng nhàn cười khẩy và nói. Lời này của hắn khiến cho mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đại danh của Hòa Liên Thắng vang khắp Hương Sơn, thế mà lại có kẻ dám không đặt thái tử của bọn họ vào trong mắt à. Sau khi nói xong lời này, hắn dứt khoát cầm điện thoại lên và gọi cho một số điện thoại. Thị trưởng Hoàng, Hương Sơn mà ông quản lý có một bệnh viện bất lương tên là Ái Khang, phiền ông kiểm tra một chút nhé. Tề Đẳng nhàn đi thẳng vào vấn đề. Viện trưởng Ngô bày ra vẻ mặt khinh thường và nói, diễn, con mẹ nó mày diễn tiếp đi. Nếu như mày có quan hệ với thị trưởng Hoàng thì người khác còn dám động đến con đàn bà của mày hay sao? Tề Đẳng nhàn cũng không nói nhiều với Hoàng Văn Lãng làm gì, sau khi nói qua vài câu, hắn trực tiếp cúp điện thoại.
Tề Đẳng Nhàn nói với Trịnh Hữu Bân, ở bên ngoài có người của tôi đến chi viện, cậu đưa em gái Cao Kiều đến bệnh viện khác để chữa trị trước. Cái bệnh viện này, hôm nay tôi phải khiến nó phải đóng cửa hoàn toàn. Tránh cho cái đám chó đẻ này tiếp tục đi hãm hại người khác. Thị lực của Trịnh Hữu Bân rất tốt, cậu ta nhanh nhẹn tìm lấy một cái xe lăn và nói với Giang Khuynh Nguyệt, Giang tiểu thư, chúng ta đi trước thôi. Giang Khuynh Nguyệt cũng biết Tề Đẳng Nhàn muốn chút giận cho mình, cô ta gật đầu và để cho Trịnh Hữu Bân dìu mình ngồi lên xe lăn. Chính vào lúc Trịnh Hữu Bân đang định đẩy người đi thì cô ta lại bảo Trịnh Hữu Bân chờ đã, sau đó với tay ra và tóm lấy bó hoa mà Tề Đẳng Nhàn mua cho cô ta. Sau đó, cô ta bĩu môi với Tề Đẳng Nhàn bằng thái độ không được vui lắm và làm một cái mặt quỷ, sau đó mới để cho Trịnh Hữu Bân đẩy cô ta rời đi. Hôm nay bà sẽ phải trả giá cho từng lời nói và hành động của mình. Tôi cam đoan đấy, đợi đến khi người đi rồi, Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại và lạnh lùng nói với Viện trưởng Ngô. Viện trưởng Ngô bỗng chốc sửng sốt, bà ta liên tục lùi về phía sau và nói, thằng khốn nạn, mày định làm gì? Tao cảnh cáo mày, Hương Sơn là một xã hội pháp trị, ban nãy mày đánh tao là mày đã phạm pháp rồi, nếu như mày còn dám động vào tao, thế thì tội danh của mày sẽ tăng lên một bậc. Tề Đẳng Nhàn cười khẩy, tiếp tục tiến về phía trước và nói, bà cố ý kéo dài bệnh tình của Giang tiểu thư mà không cho điều trị, còn muốn lừa gạt lấy tiền viện phí với giá trên trời, những thứ này có phạm pháp không? Sự đau đớn mà Giang tiểu thư phải chịu đựng trong suốt một đêm nên tính lên người ai đây? Sau khi nói xong lời này, hắn tóm lấy cổ của viện trưởng Ngô. Nếu như bà già này đổi sang một thân phận khác thì có lẽ cũng sẽ không đáng giận đến như vậy. Thế nhưng bà ta lại là viện trưởng của một bệnh viện, như vậy thì thật là vô cùng đáng ghét. Thân là một bác sĩ mà lại không nghĩ đến việc giảm nhẹ sự đau đớn của người bệnh, ngược lại còn cố tình trì hoãn, nịnh nọt tâng bốc các thế lực tà ác, quả thực là ghê tởm cực độ. Tề Đẳng Nhàn chút giận cho em gái Cao Kiều cũng được, xóa bỏ tế bào ung thư của xã hội cũng được, tóm lại là hắn không thể buông tha cho cái bệnh viện Ái Khang này. A, thằng khốn nạn, mày buông tao ra. Sau khi bị tóm lấy, viện trưởng Ngô kêu ầm lên, mày muốn cả nhà mày phải đi chết cùng mày hay sao? Tề Đẳng Nhàn sầm mặt xuống, không nói gì mà chỉ tiện tay quăng một cái. Soảng! Cơ thể của viện trưởng Ngô trực tiếp đập vỡ thủy tinh, bà ta bay ra khỏi căn phòng rồi kêu lên như một con lợn bị chọc tiết. Phòng bệnh này cách mặt đất khoảng 6-7 mét, nếu như con người bị rơi ra ngoài từ chỗ này thì thật sự sẽ khá là đau đớn. Sau khi ném người ra ngoài, Tề Đẳng Nhàn dứt khoát sải bước đạp lên bệ cửa sổ rồi theo đó mà nhảy xuống dưới, phịch một tiếng, hai chân hắn tiếp đất vững chắc, đầu gối hơi khuỵu xuống rồi lại đứng thẳng dậy. Viện trưởng Ngô ngã lăn ra đất, một chân vặn vẹo một cách khó coi, một cánh tay cũng bị gãy ra, trên người bà ta bê bết máu tươi, trông vô cùng nhếch nhác. Thân là bác sĩ mà chỉ nghĩ đến lợi ích, chỉ muốn làm chó cho người khác thôi à? Trong mắt các người, những bệnh nhân đau khổ kia chỉ là cây ATM để rút tiền thôi sao? Tề Đẳng Nhàn nhìn viện trưởng Ngô đang nằm bệt dưới đất, cười khẩy và nói. Viện trưởng Ngô đau đớn cuộn tròn trên mặt đất giống như một con bò sát tội nghiệp. Con mẹ nó thật là đáng đời, ban đầu chính là con mụ già này đã hại chết con nhà người ta, ép người ra suýt chút nữa đã nhảy lầu. Cuối cùng lại đưa cho người ta một khoản tiền rồi còn bắt người bị hại đăng báo xin lỗi bệnh viện, đúng thật là vô nhân đạo. Mẹ nó, ông trời có mắt, cuối cùng cũng có người đến giải quyết cái bệnh viện Ái Khang độc ác này rồi. Trên đời này đúng là vẫn còn chính nghĩa mà, cái thứ bệnh viện tư nhân chuyên kiếm những đồng tiền dơ bẩn như Ái Khang đáng lẽ ra phải đóng cửa từ lâu rồi, chỉ có điều chỗ dựa của mụ già đó quá vững chắc, xảy ra chuyện rất nhiều lần rồi nhưng lại đều bị kẻ đứng sau bà ta đè xuống. Một số người nhìn thấy viện trưởng Ngô bị Tề Đẳng Nhàn hành cho thê thảm như thế thì lại không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi. Có thể thấy rằng cái bệnh viện tên là Ái Khang này không được lòng người ở nơi đây đến mức nào. Viện trưởng Ngô không dám nói gì với Tề Đẳng Nhàn nữa, bà ta quay đầu quát lên với những nhân viên của bệnh viện mình, còn ngây ra đó làm cái gì, mau đến cứu tôi đi, lập tức sắp xếp phẫu thuật cho tôi. Phẫu thuật. Bà cố tình trì hoãn việc điều trị của Giang tiểu thư suốt cả một đêm, bây giờ bản thân mình bị thương rồi thì lại biết là phải phẫu thuật ngay lập tức à? Ai dám bước đến, tôi sẽ ném người đó từ trên tầng xuống giống như tôi vừa ném bà ta ban nãy.
ai cảm thấy tôi không dám làm thế thì có thể đến đây thử xem. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười ác độc và lạnh lùng đứng ở trước mặt viện trưởng Ngô, hắn cũng phải khiến cho con mụ già này nếm trải cảm giác đau đớn bất lực kia. Chính vào lúc này, có một đám người ăn mặc chỉnh tề bỗng chạy đến. Kể từ bây giờ trở đi, bệnh viện Ái Khang sẽ phải đình chỉ hoạt động và tiếp nhận sự thẩm tra của chúng tôi. Các bệnh nhân vốn có sẽ do bộ phận chúng tôi chuyển đến bệnh viện khác. Động tác của Hoàng Văn Lãng cũng rất nhanh chóng, ông ta đã ngay lập tức phái người đến tiến hành kiểm tra bệnh viện Ái Khang. Sau khi nghe thấy những lời này, viện trưởng Ngô thậm chí còn tạm thời quên mất cả sự đau đớn về mặt thể xác, đầu óc bà ta nổ tung và nhìn Tề Đẳng Nhàn với ánh mắt không thể tin được. Cuộc điện thoại ban nãy thật sự là gọi cho Hoàng Văn Lãng, thị trưởng mới được bổ nhiệm của Hương Sơn à? Bây giờ thì hay rồi, đình chỉ hoạt động, muốn làm phẫu thuật cũng không làm được nữa rồi. Tề Đẳng Nhàn nhún vai một cái, cười tít mắt và nói. Sắc mặt viện trưởng Ngô tái nhợt, bà ta không thể nói ra bất cứ một câu nào, thậm chí còn có chút muốn khóc, sớm biết như vậy thì tại sao lúc đầu lại làm như thế chứ? Vẻ mặt của Tề Đẳng Nhàn bỗng trở nên lạnh lẽo, hắn nói, đừng tưởng rằng mình có chút bối cảnh thì không ai trị được bà. Ông trời có mắt, ác giả ác báo. Những bệnh viện độc ác như bệnh viện của các người, ông đây gặp cái nào thì sẽ bóp chết cái đó. Nói xong lời này, hắn bèn xoay người rời đi. Ở hiện trường, không một ai truy cứu trách nhiệm của hắn về việc ném viện trưởng Ngô từ trên tầng xuống dưới. Có điều, mọi người đều biết rõ rằng cái tế bào ung thư của xã hội mang tên bệnh viện Ái Khang này coi như là đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Tề Đẳng Nhàn gọi điện thoại cho Giang Khuynh Nguyệt. Cô ta đã được bố trí ổn thỏa trong bệnh viện mới và sẽ ngay lập tức tiếp nhận trị liệu. Nghỉ ngơi cho tốt, tôi giúp cô xả cục tức này. Sau này, ở đất Hương Sơn này sẽ không có ai dám đắc tội với cô nữa. Tề Đẳng Nhàn nói với giọng rất nghiêm túc. Được. Lát nữa anh nhớ đến thăm tôi đấy. Giang Khuynh Nguyệt mỉm cười đồng ý, sau đó nói với giọng vô cùng ngọt ngào. Chuyện Giang Khuynh Nguyệt bị xe đâm phải nhập viện suy cho cùng chính là bởi vì cô ta đã đến muộn 2 phút, hơn nữa còn là bởi vì bị phim trường trì hoãn. Nói trắng ra thì người ta bắt nạt cô ta như vậy chính là bởi vì cảm thấy cô ta là người đến từ đại lục, ở Hương Sơn không có nền móng gì cả nên có thể tùy ý hành hạ và chà đạp. Lại cộng thêm việc cô ta đã được Từ Lão Quái nhìn chúng và được đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim mới được đầu tư hoàng tráng của Từ Lão Quái. Sao có thể không khiến cho người khác ghen tị cho được? Sau khi chắc chắn rằng cái bệnh viện độc ác Ái Khang này nhất định sẽ xong đời, Tề Đẳng Nhàn đã ngay lập tức đi thẳng đến biệt thự nơi Tống Diệu đang ở. Nếu như cái uy này không được đặt ra thì sau này Giang Khuynh Nguyệt chắc chắn vẫn sẽ còn phải gặp không ít phiền phức ở Hương Sơn. Thân là bạn trai cũ của em gái Cao Kiều, Tề Đẳng Nhàn có thế nào cũng phải dở chút thủ đoạn để giúp cô ta đứng vững mới được. Tống Tiểu Thư, ở bên ngoài có một tên mập mới đến và nói là muốn nói chuyện với cô về chuyện của Giang Tiểu Thư hôm qua. Tống Diệu đang ở trong phòng thưởng thức cà phê, cô ta mặc một bộ váy ở nhà rộng thùng thình, đôi chân thon dài đẹp đẽ lộ ra bên ngoài, phô diễn sự tao nhã và phong cách của một đại minh tinh. Tống Diệu nhàn nhạt nói, ồ, xem ra Giang Khuynh Nguyệt biết sai rồi nên chuẩn bị tìm người đến xin lỗi tôi à. Sau khi nói xong lời này, cô ta đặt tách cà phê Lam Sơn được bán ở bên ngoài với giá 300-500 xuống và nói cho người vào đi. Tề Đẳng Nhàn được người làm của Tống Diệu dẫn vào bên trong biệt thự. Quỳ xuống nói chuyện với tôi đi. Tống Diệu liếc Tề Đẳng Nhàn một cái, sau đó cầm tách cà phê lên và khẽ nhấp một ngụm. Tư thế uốn éo này thật giống với một quý phi trong triều đình nhà Thanh, trong mắt cô ta, Tề Đẳng chẳng khác nào đám thái giám và nô tài cả. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, cô chính là Tống Diệu à? Tống Diệu cau mày một cái, giữ nguyên khí chất quý tộc như một quý phi kia và lạnh lùng nói, anh đến tìm tôi để nói về chuyện hôm qua Giang Khuynh Nguyệt bất kính đối với tôi thì có phải là anh nên thể hiện một chút thái độ không? Làm sai rồi thì nên chấp nhận sự trừng phạt, nếu như anh không đồng ý làm thế thì mau cút ra ngoài đi. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười một cái và nói, hôm qua là cô cho người lái xe đâm vào cô ấy à? Là tôi đấy, sao nào? Sao nào, chẳng lẽ một tên đến từ nơi khác như anh mà còn muốn đòi lại công bằng ở chỗ tôi à? Vẻ mặt Tống Diệu bỗng chốc lạnh đi,
Cô ta ném tách cà phê trong tay đi, đứng phắt dậy và nói, tôi mời cô ta đến tham gia tiệc sinh nhật của tôi là để cho cô ta thể diện. Cô ta không biết tốt xấu, dám không đặt chuyện này vào trong lòng, thậm chí còn dám đến muộn. Tôi cho cô ta cơ hội, bảo cô ta quỳ ở trước cửa một tiếng đồng hồ để sửa sai, cô ta lại dám không trân trọng. Dứt khoát bỏ đi luôn. Không thèm đặt Tống Diệu tôi đây vào trong mắt à. Thế thì tôi sẽ bắt cô ta phải nhớ lấy tôi cả đời. Tề Đẳng Nhàn cười nói, tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là ngoan ngoãn để tôi lái xe đâm vào cô một cái. Hắn còn chưa nói hết thì người làm của Tống Diệu đã vội vàng chạy vào và nói, Tống Tiểu Thư, Thái Tử gia đến rồi, ngài ấy đang ở bên ngoài đợi cô đấy ạ. Sau khi nghe thấy lời này, Tống Diệu bèn nói, tôi đang gặp phải một chút phiền phức ở đây, vừa hay cần Thái Tử đến giải quyết giúp, mời ngài ấy vào đây đi. Thiếu chủ của Hòa Liên Thắng, Lương Kiêu, chính là kim chủ đứng sau lưng Tống Diệu. Thằng nhãi con! Một tên từ nơi khác đến như anh mà cũng dám phách lối ở trước mặt tôi như vậy, lại còn muốn đến đòi lại công bằng cho con đàn bà hèn hạ Giang Khuynh Nguyệt kia à. Hôm nay, nếu như anh đã có gan để đến tìm tôi thì tôi sẽ cho anh đi chết. Ánh mắt của Tống Diệu đột nhiên trở nên rất hung dữ, cô ta hung hăng nói với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn cũng không tức giận bởi vì lời nói của mình đã bị người khác cắt ngang mà vẫn mỉm cười và chờ đợi một cách lịch sự. Lương Kiêu vừa mới bước vào đã nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, hắn ta bỗng chốc trợn tròn hai mắt và nói với giọng vừa bất ngờ vừa tức giận, thằng mập chết tiệt, sao mày lại ở đây? Tống Diệu bèn nói, Thái tử, hắn ta đến là để ra mặt cho con ả Giang Khuynh Nguyệt hôm qua đó, ban nãy hắn ta còn uy hiếp em, nói là muốn lấy xe để đâm vào em nữa cơ. Sau khi nghe thấy lời này, gương mặt của Lương Kiêu bỗng chốc trở nên âm u, hắn ta lạnh lùng nói, thằng chết tiệt. Lần trước mày gặp may là vì có Hoàng công tử ra mặt giúp mày. Nhưng lần này mày lại bị tao tóm được lúc ở một mình, e rằng mày sẽ không được yên ổn như thế nữa đâu. Thái tử, tao còn tưởng là ai chứ, hóa ra là con ma cà bông à. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nhìn Lương Kiêu. Ma cà bông, chỉ những kẻ không nhà cửa, không nghề nghiệp, lang thang đây đó để kiếm ăn một cách bất chính. Những tên này thường rất gầy ốm. Tống Diệu ngay lập tức chạy đến bên cạnh Lương Kiêu, vươn tay ra ôm lấy cánh tay Lương Kiêu và nói, Thái tử, cái tên này hung dữ quá, xông vào trong nhà người ta mà còn uy hiếp người ta nữa. Ngài nhất định phải giúp em ra mặt chuyện này đấy. Lương Kiêu thuận tay bóp bóp cái mông Tống Diệu vài cái, cười khẩy và nói, chẳng cần em nói thì hôm nay tôi cũng sẽ không buông tha cho thằng khốn nạn này đâu. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, nể mặt bố mày, tao sẽ cho mày một cơ hội. Móc 1 tỷ ra đây làm tiền bồi thường, sau đó bảo con gà mái này ngoan ngoãn đăng báo xin lỗi Giang Tiểu Thư, tao có thể tha cho chúng mày. Hả? Lương Kiêu nghe thấy lời này thì ngay lập tức cảm thấy kinh ngạc. Tống Diệu cũng sững sờ một lúc, sau đó che lấy cái miệng nhỏ, cười khúc khích và nói, Thái tử, cái tên mập này là ai thế, sao trông có vẻ như đầu óc không được bình thường thế nhỉ? Lương Kiêu cũng cười phá lên và nói, lấy danh tiếng của bố tao ra để hù dọa tao à? Cái thứ rác rưởi như mày mà cũng xứng để tiếp xúc với ông ấy à? Mày thậm chí còn không có tư cách để dựa hơi ông ấy đâu. Cái thứ vô dụng không có mắt nhìn như mày mà lại dám đến để gây phiền phức cho con ghệ của tao à? Hôm nay tao sẽ khiến cho mày phải nằm mà ra khỏi đây. Tề Đẳng Nhàn nói, ồ... Thế thì để tao gọi điện thoại cho Hoàng Kỳ Bân rồi hỏi xem mày có thực sự lợi hại đến như thế hay không. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay ra để mò lấy điện thoại của mình. Sắc mặt của Lương Kiêu bỗng thay đổi, hắn ta tức giận quát lên, đánh gãy tay hắn cho tôi. Một tên vệ sĩ ngay lập tức móc súng ra và bắn vào cái tay đang mò lấy điện thoại của Tề Đẳng Nhàn một phát. Bằng! Một tiếng súng vang lên, dọa cho Tống Diệu không khỏi run lên một cái. Cô ta vội vàng đưa tay ra để che lấy tai mình. Trong nháy mắt ngay trước khi súng nổ, Tề Đẳng Nhàn đã khẽ lách người một cái, hắn bước về phía trước và cười nói, nổ súng cơ à? Chuyện hôm nay nếu như không có 1 tỷ thì thực sự không thể để yên được rồi. Sắc mặt của tên vệ sĩ cũng bỗng chốc thay đổi, anh ta vội vàng nhắm chuẩn vào hắn và nổ súng thêm một lần nữa. Nhưng cơ thể của Tề Đẳng Nhàn lại lắc lư một cái ngay trước khi súng nổ và một lần nữa tránh được viên đạn.
Cảnh tượng liên tiếp tránh được hai viên đạn của hắn khiến cho sắc mặt của tên vệ sĩ kia bỗng chốc trở nên xanh xao, cả đời này của anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một người nào vô lý đến như vậy. Pằng, pằng, pằng. Tên vệ sĩ bắn liền ba phát súng, nhưng trong chớp mắt trước mỗi lần nổ súng, Tề Đằng Nhàn đều sẽ lắc người né tránh, động tác uyển chuyển mà bình tĩnh, không nhanh không chậm mà tiến về phía trước. Lương Kiêu ngay lập tức quát lên, cái đồ vô dụng kia, cầm súng mà cũng không bắn trúng người được à. Thái tử, võ công của người này e rằng có thể sánh ngang với bố của ngài đấy ạ, súng cũng không bắn trúng được hắn ta đâu. Vẻ mặt của tên vệ sĩ vô cùng khó coi, anh ta lên tiếng giải thích. Lương Kiêu lại mắng một tiếng vô dụng, sau đó tự mình vén áo lên và mò lấy hai khẩu súng lục ở trong ngực, xoạch một cái mở chốt an toàn, cầm hai khẩu súng trong tay và định nổ súng về phía Tề Đằng Nhàn. Nhưng lúc này Tề Đằng Nhàn đã đến gần và giáng thẳng một cái bạt tai lên trên mặt của Lương Kiêu. Đánh cho Lương Kiêu xoay một vòng trong không trung và nặng nề rơi xuống đất bụp một tiếng. Vệ sĩ của Lương Kiêu vừa định ra tay thì lại nghe thấy một tiếng súng nổ vang lên, sau đó cảm thấy đùi mình có hơi nóng và không bước chân lên được nữa, ngay sau đó, cả người anh ta mềm nhũn ra và ngã quỵ xuống đất. Hai khẩu súng trong tay Lương Kiêu không biết đã bị Tề Đằng Nhàn cướp lấy từ bao giờ rồi. Tống Diệu nhìn thấy Lương Kiêu bị Tề Đằng Nhàn giáng cho một cái bạt tai, ngay cả vệ sĩ của Lương Kiêu cũng bị trúng đạn và ngã lăn ra đất thì sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngay một giây sau, họng súng của Tề Đằng Nhàn chuyển đến trên người cô ta. Đừng đừng đừng, đừng nổ súng, đừng giết tôi, anh muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý. Tống Diệu sợ đến tái mét mặt mày, cô ta nói với vẻ nơm nớp lo sợ. Cô đề cao bản thân quá rồi đấy. Tề Đằng Nhàn nở nụ cười khinh bỉ, hắn dùng họng súng nóng bỏng vén vạt áo của cô ta ra và nhìn thoáng qua một cái thường thôi. Câu nói này mang theo sự giỡn cợt và sỉ nhục. Thực sự khiến cho Tống Diệu vô cùng tức giận. Có điều, trong tay đối phương có súng, cô ta chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Thái tử à, mày còn không xứng để làm một con ma cà bông. Người ta làm ma cà bông chí ít còn có thể chém người, còn mày thì sao, một kẻ thất bại. Tề Đằng Nhàn vừa cười vừa nói. Lương Kiêu nói với giọng hổn hển, mày có dám cho tao một cơ hội để gọi người không? Tống Diệu cũng phấn chấn trở lại. Cô ta nói, không sai, anh đừng có mà quá tự phụ, anh dám đánh thái tử, nếu như để cho ông Lương biết được, ông ấy chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Cả cái Hương Sơn này sẽ không có ai có thể bảo vệ được anh đâu. Lần trước Lương Kiêu chịu thiệt thòi lớn ở trong tay Tề Đằng Nhàn là do cái tên ngốc ông chủ quan quá vội vàng thể hiện bản thân mà bước đến tát cho Hoàng Kỳ Bân hai cái. Điều đó khiến cho Lương Kiêu bỗng chốc trở thành phe đối lý. Cuối cùng còn bị Tề Đằng Nhàn vu cáo rằng hắn ta hít thuốc phiện và bị Hoắc Đa tống vào trại tạm giam vài ngày. Hắn ta vốn tưởng rằng hôm nay chính là một cơ hội tốt để hành chết Tề Đằng Nhàn, ai mà ngờ được cái tên này lại kỳ lạ đến như thế, ngay cả súng cũng không thèm sợ. Được, hôm nay mày chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Còn nữa, một khoản tiền lớn như 1 tỷ, nếu như không có cái gật đầu của bố mày thì cũng chưa chắc mày đã lấy ra được. Tề Đằng Nhàn thản nhiên nói. 1 tỷ, đến lúc đó tao sẽ đốt cho mày 1 triệu tỷ tiền âm phủ. Lương Kiêu nghiến răng nghiến lợi bò dậy, móc điện thoại ra và gọi cho bố mình. Bố, bố mau đến cứu con đi, bây giờ đang có người dí súng vào đầu con. Bây giờ con đang ở chỗ Tống Diệu, bố mau chóng mang người qua đây, cái tên này rất kỳ lạ, võ công rất cao, còn không sợ súng. Sau khi cúp điện thoại, Lương Kiêu nở nụ cười độc ác và nói với Tề Đằng Nhàn, mày cứ ở đó chờ chết đi. Tề Đằng Nhàn ra tay nhanh như chớp, chát một cái vả vào trên mặt Lương Kiêu và nói chuyện thì nói chuyện cho đàng hoàng vào, cười cái gì mà cười. Cười lên trông gớm chết đi được. Lương Kiêu bị cái tát này đánh cho nằm bẹp xuống đất thêm một lần nữa, hắn ta tức đến sùi cả bọt mép. Tống Diệu ở bên cạnh thấy Lương Kiêu đã gọi được cứu binh rồi thì nhất thời có thêm tự tin. Cô ta cười khẩy và nói, ngạo mạn đến thế cơ à? Hừ, lại còn muốn bắt tôi xin lỗi con đàn bà hèn hạ Giang Khuynh Nguyệt kia sao? Đợi đến khi ông Lương giết chết anh rồi, tôi sẽ từ từ tính sổ với con đàn bà hèn hạ Giang Khuynh Nguyệt kia. Tưởng rằng ôm được cái đùi của Từ lão quái thì có thể phách lối, có thể vênh váo ở trước mặt tôi hay sao? Cái tôi có chính là thủ đoạn khiến cho cô ta phải hối hận.
những lời tự phụ của Tống Diệu còn chưa kịp nói hết thì đã đột nhiên không nói ra được nữa. Bởi vì một khẩu súng lục đã dí thẳng vào trong miệng của cô ta và nhét đầy miệng của cô ta. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười giả tạo và nói, con gà mái, sao cô lèm bèm nhiều thế nhỉ? Hay là cô thử nói thêm vài câu nữa đi? Khuôn mặt Tống Diệu trắng bệch, cô ta run lên lẩy bẩy, bây giờ cô ta thật sự sắp bị dọa đến tè ra quần rồi nên không dám nói thêm một câu nào nữa. Tao thân là thái tử của Hòa Liên Thắng mà lại 5 lần 7 lượt bị một tên khốn nạn từ nơi khác đến như mày làm nhục. Hôm nay nếu như để cho mày bình yên vô sự rời khỏi nơi này thì sau này mặt mũi của tao biết để vào đâu. Hôm nay mày nhất định phải chết. Bên này vừa mới nói xong rồi bị dọa đến tè cả ra quần thì Lương Kiêu bên kia đã lại bắt đầu. Tề Đẳng Nhàn thực sự cảm thấy rất phiền, hắn giơ tay lên và thẳng tay bắn một phát vào đùi Lương Kiêu. Bằng một tiếng thật lớn, trên đùi Lương Kiêu phun ra một tia máu tươi, sau đó cả người hắn ra nằm bệt ra đất, đau đến chết đi sống lại và liên tục lăn qua lộn lại. Mày xem đi, ma cà bông cũng chỉ là ma cà bông mà thôi, chỉ biết khua môi múa mép, không giống như tao, tao chỉ biết động thủ thôi. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười và nói. Cái đùi của Lương Kiêu phun ra rất nhiều máu và chảy đầy ra đất, trông vô cùng đáng sợ. Tống Diệu không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Cái tên này cầm súng trong tay không phải chỉ để dọa người mà thực sự là dám nổ súng. Người có thân phận như Lương Kiêu mà hắn cũng không ngần ngại mà bắn một phát xuyên qua đùi hắn ta. Ban nãy nếu như mình còn lèm bèm thêm vài câu nữa thì phát súng đó liệu có thực sự bắn ra ở trong miệng mình hay không? Lúc này Lương Kiêu thực sự không dám buông lời ác độc nữa rồi, hắn ta đau đớn ôm lấy đùi mình, rất có kinh nghiệm mà xé toạc quần áo của mình ra. Dùng băng vải quấn lấy vết thương trên đùi, tránh cho máu tiếp tục chảy nhiều hơn dẫn đến mất máu quá nhiều. Tề Đẳng Nhàn thấy thế thì bỗng cảm thấy vô cùng hài hước, không hổ là dân xã hội mà, kỹ thuật cũng rất thành thạo. Có thể sánh ngang với dạ ma luôn rồi. Lúc trước khi dạ ma bị hắn đánh gãy chân và ném vào trong phòng tối, cái tên đó cũng đã tự mình ra tay nắn xương rồi dùng nẹp để cố định lại, cách làm vô cùng thành thạo. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ. Cái đám Hòa Liên Thắng này được Trần Gia nâng nỡ, nếu như mình đòi 1 tỷ thì liệu có phải là Trần Gia sẽ đứng ra trả tiền không nhỉ? Nếu như Trần Gia đứng ra trả món tiền này thì thật là có lỗi với người bạn đó của mình. À, nếu như Trần Gia đứng ra trả số tiền này thì mình sẽ rộng lượng hơn một chút, chỉ đòi 990 triệu thôi là được rồi. Suy nghĩ của Tề Đẳng Nhàn bỗng xoay chuyển, ấy, mình đối xử với Trần Ngư tốt quá, lúc nào cũng nghĩ cho cô ấy. Tề Đẳng Nhàn của bây giờ đã rơi vào tình trạng điên cuồng kiếm tiền rồi, dù sao thì khoản nợ của hắn ở nước ngoài thực sự quá nhiều, nếu không kiếm nhiều tiền hơn nữa thì ai mà biết được hắn sẽ phải trả nợ đến bao giờ đây. Cuối cùng, sau khi ngàn ngóng vạn mong, rốt cuộc thì hai người Lương Kiêu và Tống Diệu cũng đợi được Lương Diệp rồi. Bố tao đến rồi, thằng mập chết tiệt, để tao xem mày còn hống hách được nữa không. Dám đắc tội với Hòa Liên Thắng, mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Lương Kiêu nói với giọng kiêu ngạo. Bằng. Tề Đẳng Nhàn nhướn mày một cái và không kiên nhẫn mà bắn ra một phát. Có điều, phát súng này chỉ là bắn bừa chứ không hề nhắm chuẩn, viên đạn trực tiếp bắn vào chỗ trống giữa hai chân của Lương Kiêu, cũng may là nó đã không biến hắn ta trở thành ông già Noel. Mồ hôi lạnh trên người Lương Kiêu róc rách chảy xuống, hắn ta sởn hết cả gai ốc, cái tên khốn nạn này thực sự dám bắn bừa à? Tề Đẳng Nhàn đang tính xem dạo gần đây mình đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi, nhân tiện nghĩ xem nên đòi bao nhiêu tiền từ chỗ của quý gia thì cái tên Lương Kiêu này lại mở miệng làm rối loạn mạch suy nghĩ của hắn, hắn không thích như thế. Lương Diệp ở bên kia nghe thấy tiếng súng nổ thì trong lòng bỗng chốc sợ hãi, ông ta vội vàng sải bước chạy về phía trước, đám thuộc hạ mà ông ta dẫn theo cũng đều điên cuồng chạy theo. Tống Diệu là một người vô cùng nhanh nhạy. Cô ta lập tức xoay người chạy thẳng về phía Lương Diệp, lúc này cô ta đã chắc chắn Tề Đẳng Nhàn chính là một kẻ liều mạng rồi, chỉ khi mình chạy đến bên cạnh Lương Diệp thì mới có thể được an toàn mà thôi. Ông Lương, xảy ra chuyện rồi. Cái tên mập kia đến gây chuyện với tôi, thái tử vì để ra mặt giúp tôi mà đã cãi nhau với hắn ta. Cái tên mập đó vừa mới mở miệng đã đòi thái tử đưa cho hắn ta 1 tỷ, sau đó còn dùng súng để bắn gãy chân thái tử nữa. Hu hu hu. Ông Lương,
ông nhất định phải báo thù cho thái tử đấy. Tống Diệu khóc sướt mướt và phát huy kỹ năng diễn xuất của mình, diễn xuất này một nửa là thật một nửa là giả, chỗ nước mắt kia đúng thật là bị Tề Đẳng Nhàn dọa cho chảy ra. Lương Diệp lại mất nhiên nhẫn mà đẩy Tống Diệu sang một bên và lạnh lùng nói, cút sang bên kia. Bố, sau khi nhìn thấy Lương Diệp, Lương Kiêu ngay lập tức kêu lên một cách ấm ức. Con cái cho dù có lớn đến đâu, khi bị người khác bắt nạt hoặc gặp chuyện ấm ức thì vẫn luôn muốn bố mẹ đứng ra chắn gió che mưa cho mình. Tống Diệu nhìn thấy Lương Kiêu bị Tề Đẳng Nhàn giáng cho một cái bạt tai, ngay cả vệ sĩ của Lương Kiêu cũng bị trúng đạn và ngã lăn ra đất thì sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngay một giây sau, họng súng của Tề Đẳng Nhàn chuyển đến trên người cô ta. Đừng đừng đừng, đừng nổ súng, đừng giết tôi, anh muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý. Tống Diệu sợ đến tái mét mặt mày, cô ta nói với vẻ nơm nớp lo sợ. Cô đề cao bản thân quá rồi đấy. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười khinh bỉ, hắn dùng họng súng nóng bỏng vén vạt áo của cô ta ra và nhìn thoáng qua một cái thường thôi. Câu nói này mang theo sự giỡn cợt và sỉ nhục, thực sự khiến cho Tống Diệu vô cùng tức giận. Có điều, trong tay đối phương có súng, cô ta chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Thái tử à, mày còn không xứng để làm một con ma cà bông. Người ta làm ma cà bông chí ít còn có thể chém người, còn mày thì sao, một kẻ thất bại. Tề Đẳng Nhàn vừa cười vừa nói. Lương Kiêu nói với giọng hổn hển, mày có dám cho tao một cơ hội để gọi người không? Tống Diệu cũng phấn chấn trở lại, cô ta nói, không sai, anh đừng có mà quá tự phụ, anh dám đánh thái tử, nếu như để cho ông Lương biết được, ông ấy chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Cả cái Hương Sơn này sẽ không có ai có thể bảo vệ được anh đâu. Lần trước Lương Kiêu chịu thiệt thòi lớn ở trong tay Tề Đẳng Nhàn là do cái tên ngốc ông chủ quan quá vội vàng thể hiện bản thân mà bước đến tát cho Hoàng Kỳ Bân hai cái. Điều đó khiến cho Lương Kiêu bỗng chốc trở thành phe đối lý, cuối cùng còn bị Tề Đẳng Nhàn vu cáo rằng hắn ta hít thuốc phiện và bị Hoắc Đa Tống vào trại tạm giam vài ngày. Hắn ta vốn tưởng rằng hôm nay chính là một cơ hội tốt để hành chết Tề Đẳng Nhàn, ai mà ngờ được cái tên này lại kỳ lạ đến như thế, ngay cả súng cũng không thèm sợ. Được, hôm nay mày chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Còn nữa, một khoản tiền lớn như 1 tỷ, nếu như không có cái gật đầu của bố mày thì cũng chưa chắc mày đã lấy ra được. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. 1 tỷ, đến lúc đó tao sẽ đốt cho mày 1 triệu tỷ tiền âm phủ. Lương Kiêu nghiến răng nghiến lợi bò dậy, móc điện thoại ra và gọi cho bố mình. Bố, bố mau đến cứu con đi, bây giờ đang có người dí súng vào đầu con. Bây giờ con đang ở chỗ Tống Diệu, bố mau chóng mang người qua đây, cái tên này rất kỳ lạ, võ công rất cao, còn không sợ súng. Sau khi cúp điện thoại, Lương Kiêu nở nụ cười độc ác và nói với Tề Đẳng Nhàn, mày cứ ở đó chờ chết đi. Tề Đẳng Nhàn ra tay nhanh như chớp, chát một cái vả vào trên mặt Lương Kiêu và nói chuyện thì nói chuyện cho đàng hoàng vào, cười cái gì mà cười. Cười lên trông gớm chết đi được. Lương Kiêu bị cái tát này đánh cho nằm bẹp xuống đất thêm một lần nữa, hắn ta tức đến sùi cả bọt mép. Tống Diệu ở bên cạnh thấy Lương Kiêu đã gọi được cứu binh rồi thì nhất thời có thêm tự tin, cô ta cười khẩy và nói, ngạo mạn đến thế cơ à? Hừ, lại còn muốn bắt tôi xin lỗi con đàn bà hèn hạ Giang Khuynh Nguyệt kia sao? Đợi đến khi ông Lương giết chết anh rồi, tôi sẽ từ từ tính sổ với con đàn bà hèn hạ Giang Khuynh Nguyệt kia. Tưởng rằng ôm được cái đùi của Từ lão quái thì có thể phách lối, có thể vênh váo ở trước mặt tôi hay sao? Cái tôi có chính là thủ đoạn khiến cho cô ta phải hối hận. Những lời tự phụ của Tống Diệu còn chưa kịp nói hết thì đã đột nhiên không nói ra được nữa. Bởi vì một khẩu súng lục đã dí thẳng vào trong miệng của cô ta và nhét đầy miệng của cô ta. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười giả tạo và nói, con gà mái. Sao cô lèm bèm nhiều thế nhỉ? Hay là cô thử nói thêm vài câu nữa đi? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 63.